Dạ, bây giờ em xin phép chương trình được bắt đầu nhé. Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tất cả những khách hàng của Thiên Mix Việt Nam, những khách hàng đã dành thời gian trong buổi tối thứ sáu gần như là cuối tuần rồi để tham gia và theo dõi buổi chia sẻ về cách làm xôi gốc thần tài. Và em xin chia sẻ qua về cái nguồn gốc của món xôi này như thế này. Bản chất là xôi hoa đậu được biết đến là món ăn rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, có tên gọi là Ozagi cắt, tức là vải bọc. Sở dĩ bánh có tên như vậy chủ yếu là được tạo bởi cái cách giống như cách gói quà từ vải lụa hoặc là áo Hàn Quốc của người Hàn Quốc. Và khi mà xuất hiện tại Việt Nam thì món này đã được biến tấu đi một chút, là bản chất cái món này thì bên trong của cái bánh Ozagi cắt sẽ là bánh gạo theo cái nguồn gốc của bánh ở Hàn Quốc là như thế. Nhưng khi về Việt Nam thì đã được biến tấu là bên trong ruột bánh thì sẽ là xôi như thế này. Và xôi thì không hạn chế về ý tưởng và sở thích của mọi người là xôi gì, nhưng mà bên trong mình sẽ làm cốt là xôi như thế này, và bên ngoài sẽ là bọc bằng lớp vỏ đậu có tạo màu rất là bắt mắt. Và đặc biệt rằng đây ạ, mọi người có thể nhìn qua cái tạo hình sẽ là như thế này đây ạ. Và cái món xôi hoa đậu này thì đã có một thời gian là làm mưa làm gió, làm bão lai trên cộng đồng mạng và trên cộng đồng Facebook luôn. Và đến đây bây giờ thì chắc chắn là cái món xôi này thì cũng chưa hề giảm đi cái độ hot đâu, bởi vì chắc chắn khi mọi người nhìn với một cái tạo hình như thế này thì mọi người sẽ cảm thấy rất là thích thú hoặc là cảm thấy rất là cầu kỳ khi mà mình có thể tự làm được một cái đĩa xôi như thế này tại nhà. Và thậm chí rằng là mọi người có thể dùng cái đĩa, một đĩa xôi như thế này có thể làm gửi tặng bạn bè, gia đình và người thân, thì chắc chắn rằng với một cái tạo hình rất là bắt mắt và cũng rất là đáng yêu, nhẹ nhàng, tinh tế, thì chắc chắn rằng những cái người nhận được những cái món quà này thì cũng sẽ rất là cảm thấy rằng mình rất là xúc động, và cũng sẽ chắc chắn rằng sẽ rất là ngưỡng mộ cái người mà làm ra một cái sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Vâng, thì em cũng đã nói qua về cái nguồn gốc của cái xôi này rồi, và cái cách mà mọi người thường sẽ dùng cái món xôi này vào những cái dịp gì, chính là những cái dịp lễ Tết này, hoặc là những cái dịp mà những cái dịp đặc biệt đều có thể làm, và chúng ta đều có thể tự thể hiện được cái này. Nhưng mà thực tế rằng là mọi người qua cái tạo hình như thế này chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất khó, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì với sự trợ giúp của Thiên Mix, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất đơn giản, và em nghĩ rằng mọi người hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà của mình. Thì đầu tiên em cũng sẽ xin giới thiệu qua phần nguyên liệu để mọi người có thể hình dung qua được cái xôi này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một cái lớp, và lớp vỏ bọc bên ngoài chính là làm từ đậu, và đặc biệt đậu này sẽ phải là đậu trắng mọi người nhé. Phần đậu trắng này thì chúng ta có thể mua đậu tươi và về chúng ta luộc cũng được, hoặc hôm nay cái gợi ý của em sẽ là mua đậu hộp, và cái mẫu mã của cái loại hộp này sẽ là như thế này đây ạ, đậu trắng như thế này. Bản chất là trên cái hộp những cái sản phẩm sẽ ghi là white bean, bean tức là cái đậu trắng, thì là cái phần đậu trắng này thì là em cũng mua cái sản phẩm là đậu trắng hữu cơ rất là tốt, và thứ hai là loại đậu nhập khẩu nữa, thì đây cũng là gợi ý để mọi người có thể tìm mua cái sản phẩm này đây. Và cái phần đậu này thì là đã chín rồi và rất là mềm, thì trong quá trình chúng ta chuẩn bị nguyên liệu thì là gì, chúng ta sẽ đổ đậu từ trong hộp ra và chúng ta sẽ phải rửa sạch hết cái phần mà nước ngâm với đậu này, thì chúng ta rửa sạch đi, chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo nguyên liệu thì thực ra là nguyên liệu của cái sản phẩm cái chiếc bánh này thì cũng rất là đơn giản thôi. Ngoài ra chúng ta sử dụng đường, một chút bột gạo, một chút bột mì và một chút bột nếp đấy ạ. Thì đây là phần nguyên liệu, mọi người có thể nhìn thấy cái khay nguyên liệu này của em ạ. Nguyên liệu thực ra rất đơn giản, mộc mạc, và em nghĩ rằng nó rất là gần gũi thôi. Có đậu trắng, đường, bột gạo, bột mì và bột nếp. Tức là những cái nguyên liệu này đều quanh chúng ta hết, và chúng ta đều có thể mua rất là dễ dàng. Tiếp theo cái phần mà chúng ta thấy rằng là bên trong thì chính là phần xôi. Phần xôi này thì em xin có một số, như hôm nay thì là chương trình lấy là đề tài là xôi gốc thần tài, bởi vì là muốn rằng trong cái dịp cuối năm này rồi chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều vào những dịp như là
áo hoặc những cái dịp cúng vào những cái dịp Tết của chúng ta, thì gợi ý của Thermomix sẽ là cái phần xôi gấp phía bên trong. Và cái phần xôi này thì sẽ là không giới hạn ý tưởng của mọi người nhé. Mọi người có thể làm rất nhiều loại xôi, ví dụ như có thể là xôi hạt sen này, xôi đậu xanh này. Và phần tạo màu cho xôi thì cũng không giới hạn, chúng ta có thể dùng rất nhiều màu tự nhiên như là màu củ dền, màu của hạt dành dành hoặc là màu của hoa đậu biếc, đều là những cái màu lên rất là đẹp và nó đều là những cái màu rất là tự nhiên thôi. Và trong cái thành phần hôm nay của cái món xôi gốc thì cũng rất là những cái nguyên liệu rất là gần gũi với chúng ta, đó chính là gạo nếp. Và gạo nếp này thì lưu ý mọi người là chúng ta sẽ phải ngâm gạo qua đêm hoặc là tối thiểu phải là 6 tiếng mọi người nhé. Thì khi gạo ngậm đủ nước rồi thì chúng ta hấp xôi thì xôi sẽ rất là mềm dẻo. Tiếp theo là cái phần để tạo màu đỏ chính là gốc. Và gốc thì mọi người biết rằng mùa này thì đang là mùa mua rất là dễ và thực ra là cũng rất là rẻ. Tiếp theo nữa là đường và chút dầu ăn thôi. Đấy thì cái phần xôi của chúng ta cũng chuẩn bị nguyên liệu cũng rất là đơn giản và cũng rất là dễ tìm. Và như vậy là em đã giới thiệu được cho mọi người tất cả những cái nguyên liệu ngày hôm nay chúng ta dùng đến. Đầu tiên là vỏ để tạo hình ở bên ngoài, thứ hai là phần xôi ở bên trong thôi. Thế nên là những cái nguyên liệu thì mọi người chắc thấy rằng là đều là dễ kiếm thôi, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ càng dễ thực hiện hơn cái món này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm theo quy trình như sau. Quy trình đầu tiên thì chúng ta sẽ phải làm một nhiệm vụ, đó là xem cái phần vỏ đậu này. Cái phần vỏ đậu làm sao để nó mềm, mịn, mượt và để chúng ta cán được như thế này thì cũng rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo quy trình để có thể làm được cái phần vỏ đậu này mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho đậu và nước vào để chúng ta xay nhuyễn mịn. Và cái thời gian xay với Thermomix thì chỉ mất 20 giây thôi. Với tốc độ 7 thì chúng ta cũng đã có thể làm cho cái phần đậu này của chúng ta nhuyễn mịn rồi. Quy trình rất đơn giản là máy cũng sẽ làm hết giúp chúng ta thôi. Là chúng ta sẽ cho đậu, cho nước vào trong máy và chúng ta sẽ xay 20 giây tốc độ 7. Sau đó chúng ta sẽ gạt nguyên liệu bám trên thành bình xuống và chúng ta sẽ dùng máy để xay nhuyễn đậu nhé. Đây, cái phần đậu của chúng ta gần như là xay rất là nhuyễn rồi. Mọi người có thể nhìn trên cái tấm gương phản chiếu ở trên trần nhà nhé. Đây ạ, thì cái đậu của chúng ta đang rất là nhuyễn rồi, nhưng mà bởi vì có cái phần bám trên thành nên chúng ta để đảm bảo cái phần đậu được nhuyễn đều hoàn toàn, chúng ta sẽ dùng thìa đa năng chúng ta gạt xung quanh và chúng ta lặp lại cái bước vừa rồi một lần nữa. Chị ơi, chị có khách hàng Khánh Hoa Mai hỏi là lượng đậu và nước là bao nhiêu vậy ạ chị? Mình đã có công cái này thì đều đã có công thức rồi. Cái lượng đậu là mình đã sử dụng 2 lon đậu như vừa rồi mình đưa ra, và 2 lon đậu khi mình đổ ra và sau đó mình rửa xong thì khi mình cân phần đậu không ấy thì là 400 g đậu. Chúng ta sẽ cho cùng với 80 g nước. Nước mục đích ở đây là để cho cái phần đậu dễ được nhuyễn hơn thôi. Chúng ta sẽ lặp lại quá trình vừa rồi thêm 10 giây thôi. Cái phần này thì sẽ sau đó thì Thermomix Việt Nam sẽ có đưa công thức cho khách hàng. Trong quá trình mà em làm thì có bất kể câu hỏi gì mọi người cứ hỏi ngay tại livestream này thì em sẽ giải thích, và có bất kể thắc mắc gì để mọi người có thể làm được luôn. Bây giờ chúng ta sẽ gạt tất cả cái phần đậu mà chúng ta vừa xay rất là nhuyễn rồi, chúng ta sẽ thêm với đường. Cái phần vỏ đậu để giữ được lâu thì chúng ta sẽ phải xem với đường mọi người nhé. Chúng ta thực ra là trong công thức em cũng sử dụng rất là ít đường thôi. Trong công thức này em cũng nói luôn phần nguyên liệu cho mọi người xem ở buổi này nắm được luôn nhé, là chúng ta sẽ chỉ sử dụng 80g đường với 400g đậu và 80g nước này, thì cái phần vỏ đậu của chúng ta rất là nhạt thôi, ăn rất là thanh.
nhiều rồi. Và thứ hai là cái độ mềm ở trong đậu ấy rất là mềm và cần có độ nhuyễn, nên cái thời gian chê của chúng ta sẽ là rơi vào khoảng 30 đến 35 phút. Và cái quá trình này thì thêm bún mít sẽ giúp chúng ta làm toàn bộ. Và mọi người thấy đấy, khi mà máy đã làm rồi thì lúc này chúng ta có thời gian để làm rất nhiều việc khác này, ví dụ như có thể xem tivi này, chơi với con này, rất là nhiều cái việc khác. Và cái quá trình xê nhân này, bản thân em là người cũng đã làm trên bằng tay rồi, tức là khi mà mình xê nhân thì để đảm bảo nhân được đều nhuyễn thì chúng ta phải đứng xê liên tục, chúng ta phải đảo giới liên tục luôn. Và cái thời gian xê đảo cũng phải rơi khoảng 35-40 phút, tức là chúng ta cũng rất mất rất nhiều thời gian. Thì khi này đã có thêm một mít hỗ trợ rồi thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là nhàn với cả những cái bước tiếp theo thôi. Khi mà chúng ta chờ cái quá trình mà máy xê nhân cho chúng ta thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số bước khác như sau. Bây giờ là chúng ta sẽ cần là tạo màu cho cái phần gạo nếp của chúng ta, chính là phần xôi ở bên trong. Đây là cái phần mà em đã làm sẵn demo trước, một cái phần để mọi người hình dung ra là chúng ta cần phải tạo cái phần xôi ở bên trong như thế này. Thì chúng ta cũng cần phải tạo màu cũng như là nấu xôi thì chúng ta mới có được cái tạo hình như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái ô đi mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo màu cho cái phần gạo nếp này. Đầu tiên thì chúng ta để lên được màu, lấy được hết cái màu đỏ của mốc thì theo truyền thống chúng ta đều biết là chúng ta sẽ phải cho một chút rượu trắng vào. Ở đây thì em sử dụng là 400g gạo nếp và 150g gốc cùng với 20g rượu trắng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho rượu trắng vào đây cùng với chút muối nhé, bởi vì xôi của chúng ta tuy là xôi ngọt nhưng vẫn phải có một chút muối vào. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên đây ạ. Chúng ta trộn đều và tách những cái phần quả hạt gốc đang dính vào với nhau để cái phần màu đỏ của chúng ta được ra hết. Đây ạ. Mọi người có thể theo dõi trên cái tấm gương phản chiếu ở trên trần giúp em, thì chúng ta có thể nhìn được một số bước nếu như xa. Chúng ta sau khi mà chúng ta trộn được như thế này rồi, chúng ta trộn đều, mục đích là để rượu thấm đều với gốc và phần muối cũng được hòa tan hoàn toàn nhé. Đây ạ. Như thế này, bây giờ thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, đó là chúng ta trộn gốc với gạo. Và cái thời gian thì trong quá trình chúng ta chờ ngâm đậu, chờ chúng ta xê nhân ấy, thì chúng ta cứ làm như thế này để cho cái phần mà gạo của chúng ta được thấm toàn bộ với cái phần gốc và cái màu sẽ lên được rất là đều và đẹp mọi người nhé. Đây ạ, em sẽ cho phần gạo vào trong một cái ô lớn đủ để chúng ta có thể thao tác được và chúng ta tạo vòi được cho gạo. Phần gạo nếp thì mọi người lưu ý rằng là chúng ta sẽ phải ngâm qua đêm, đấy là cách nhanh nhất, hoặc nếu không mọi người ngâm cũng phải ít nhất là 6 tiếng giúp em để gạo nó ngâm đủ nước. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần gốc vào. Đây ạ, phần gốc chúng ta sẽ cho vào. Và mọi người lưu ý rằng là khi mà như thế này thì chúng ta sẽ dùng găng tay để chúng ta bóp được hết cái phần đỏ bám quanh cái bột gốc nhé. Mọi người nhìn qua tấm gương phản chiếu có nhìn được không ạ? Thì Nguyễn Hồng Anh có hỏi là mình xem chế độ gì và có mở nắp cốc đậy. À dạ, mình xem ở chế độ Paloma và có mở nắp cốc nhé mọi người nhé. Thì cái quá trình mà chúng ta xem bản chất là quá trình chúng ta giúp bay hơi nước đi và để cô đặc lại cái phần nhân, thì chúng ta sẽ cần phải mở nắp. Và chúng ta xem ở chế độ Paloma, tốc độ là 1.5 mọi người nhé. Khi mọi người có cái phần gốc này này, mọi người lưu ý rằng là quanh hột ấy cái phần đỏ rất là nhiều, chúng ta sẽ cố gắng miết hết ở quanh cái hạt gốc ra để cái màu đỏ chúng ta đều vào với những cải gạo của chúng ta nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cho chị cái khay Paloma. Chúng ta sẽ dùng đĩa Paloma. Chúng ta để sẵn nặng và khi mà chúng ta chờ cái thời gian mà chúng ta chờ xê nhân xong thì là cái phần gốc của chúng ta cũng rất là ngấm rồi.
nhìn là bây giờ em sẽ cho vào cái khay Varuma. Chúng ta sẽ cho vào đĩa Varuma mọi người nhé. Đây, cái đĩa Varuma là cái phần mà chúng ta sẽ hấp sôi. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ đến một cái bước nữa là chúng ta sẽ để hấp cái phần nhân này, cái phần vỏ nữa cơ. Thế nên là chúng ta sẽ áp dụng được cái phần là nấu chấm ở trên máy, là chúng ta sẽ dùng đến 2 tầng để mà chúng ta hấp nha mọi người nhé. Bây giờ em sẽ cho vào phần sôi, cái phần gạo đã được trộn đều với quả ớt rồi. Chúng ta sẽ cho vào đĩa Varuma. Và mọi người lưu ý là khi chúng ta cho vào đĩa Varuma thế này thì chúng ta cần để cái hơi nó lên được đều, thì chúng ta sẽ dùng ngón tay chúng ta tạo một số cái lỗ hở ở trên bề mặt xôi gạo như thế này. Đây mọi người nhìn này. Đây ạ, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Thì sau đấy thì chúng ta cứ để thôi và chúng ta chờ cái thời gian mà chúng ta xên nhân. Màu đầu tiên chúng ta nhào với màu trắng, thì mọi người lưu ý rằng là cái màu trắng ấy thì em sẽ sử dụng màu là màu thực phẩm, nhưng mọi người yên tâm là chúng ta sẽ mua những cái màu mà màu như thế này là màu dùng cho ăn những người ăn chay được, là no egg, no protein, tức là cái màu thực phẩm này hoàn toàn an toàn và đều có thể dùng cho chúng ta, đều rất yên tâm cho sức khỏe và những người ăn chay cũng dùng được nhá. Thì cái màu trắng bởi vì sao, cái bản chất đậu trắng thì khi chúng ta xay ra thì nó không lên được cái màu trắng và sáng hơn, thì chúng ta sẽ cho thêm màu trắng để cho cái màu này được sáng hơn một chút nhé. Và mọi người lưu ý khi chúng ta mua màu thực phẩm thì chúng ta cũng để ý những cái màu mà an toàn, và thứ hai là nếu như dùng cho người ăn chay thì sẽ là no egg, no protein mọi người nhé. Đây ạ, em sẽ cho một chút màu gel trắng vào, sau đó là chúng ta sẽ nhào để cho cái phần bột này được nhuyễn nhé. Cái màu trắng này thì mọi người có thể mua được ở rất nhiều cửa tiệm bán đồ làm bánh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhào bột này. Và lưu ý rằng khi mọi người nhào bột thì mọi người cho một chút dầu ăn vào giúp em, bởi rơi vào khoảng tầm
tay để cào cho nó dính. Chúng ta nhớ là cho chút dầu ăn vào nhé. Khi cho dầu ăn vào thì cái nhân, cái vỏ đậu của chúng ta cũng sẽ được mềm hơn và cái độ bóng của cái phần vỏ đậu cũng đẹp hơn nhé mọi người nhé. Dạ vâng ạ, chị Thảo Lương có đặt câu hỏi là cái bột đó là bột gì vậy chị ơi? Vâng, chị ơi, chị Thảo Lương ơi, cái bột đấy, cái bột mà chị Trà đang thực hiện nhào ấy, đó chính là cái bột từ cái đậu trắng. Đậu trắng sau khi mà mình xên xong thì mình sẽ trộn với cả bột gạo, bột nếp và bột mì. Sau đó chúng ta hấp lên thì chúng ta sẽ ra được thành phẩm như thế này. Và bột này thì là hoàn toàn chín. Thì đây là cái phần bột mà em đã chuẩn bị trước thôi. Còn lát nữa mọi người sẽ theo dõi cái quá trình em đang thực hiện trên máy nữa. Thì mọi người sẽ hình dung ra được cái thành phẩm cuối cùng của cái đậu này nhá. Đây khi em cho màu trắng thì màu bắt đầu sáng hơn rồi. Nếu như mọi người muốn trắng hơn thì chúng ta có thể cho màu trắng hơn. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần cho màu nó hơi nhà nhà thôi. Như kiểu là màu kem ấy thì cũng rất là đẹp rồi. Đây cái phần đậu này là chúng ta, cái phần nhân đậu mà chúng ta vừa xay này, sau đó chúng ta cho đường, chúng ta xên và sau đó chúng ta thêm một số loại bột như bột nếp, bột gạo, bột mì thì sẽ ra được cái thành phẩm như thế này và sẽ giúp chúng ta cán được nhé. Chứ nếu như mà nguyên cái bột đậu không thì không thể cán được đâu mọi người ạ. Đây cái phần màu trắng thì em đã tạo được màu như thế này rồi và mọi người thấy rằng cái này thì cũng hoàn toàn làm thôi, làm trong thêm một mít thôi. Và cuối chương trình ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy rằng tất cả cái thành phẩm quá trình làm của em thì cũng sẽ ra một cái thành phẩm như thế này. Màu này đã trắng hơn cái màu nguyên bản của cái phần vỏ đậu của chúng ta rồi. Cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm là màu của trà xanh. Thì chúng ta cũng chỉ màu, có nghĩa là cái phong cách của Bonbaki là màu rất nhẹ nhàng, tao nhã. Thế nên là chúng ta khi chúng ta pha màu, chúng ta cũng không nên pha cái màu quá mạnh. Thì sẽ, nói chung là khi nhìn thấy sản phẩm của chúng ta sẽ không cảm giác thấy được độ thanh thoát, thấy không thấy được cái sự nhẹ nhàng tinh tế của cái vô lao độ này. Thì cái màu xanh thì em sẽ tạo màu là từ bột matcha. Thì bây giờ em sẽ cho vào đây ạ. Em sẽ cho khoảng tầm 2,5g thôi ạ. Đây ạ. Sau đó là chúng ta cũng nhào. Và mọi người lưu ý rằng khi nhào cái này chúng ta cố gắng cho thêm một chút dầu ăn khoảng 1/2 thìa cà phê để tạo cái độ bóng và cái độ mềm cho cái phần vỏ đậu của chúng ta. Bởi vì cái phần này là chúng ta hoàn toàn có thể ăn được mọi người nhé. Đây là màu xanh của chúng ta cũng nhào thì một lúc sau thì cái phần màu nó sẽ đều hơn thôi. Cái phần đậu nguyên chất của chúng ta mà xen với cả đường ấy thì mọi người nhớ rằng là chưa có thể dùng để cán được ra cái phần thành phẩm như thế này đâu. Thế nên là chúng ta sẽ phải cho thêm là bột nếp, bột gạo và bột mì. Thì những cái thành phần đấy có tác dụng gì? Thứ nhất là làm cho cái phần bột của chúng ta sẽ cứng cáp hơn, tạo hình dễ hơn. Và thứ hai là nó có độ dẻo, độ dai. Và khi chúng ta cán thì sẽ không bị đứt bột nữa. Thì chúng ta mới tạo hình được cái nếp gấp giống như là cái vải ấy, như là tấm vải luôn ấy. Đây ạ, khi mà chúng ta lưu ý rằng chúng ta nhào thì chúng ta cho thêm chút dầu ăn. Thứ nhất là nhào rất là dễ. Thứ hai là cái phần vỏ đậu của chúng ta cũng rất là bóng mượt. Và có một điều nữa là sẽ mềm mại. Bởi vì là chúng ta dùng để ăn mà. Cái này thì chúng ta ăn được toàn bộ luôn, cả phần xôi và phần vỏ đậu bên ngoài. Đây ạ, sau khi chúng ta nhào thì chúng ta có tổng hai màu như thế này mọi người nhé. Đây mọi người nhìn thấy ạ. Khi chúng ta có hai màu như thế này, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hình nào. Đây sẽ là phần quan trọng thì chắc là sẽ nhờ các bạn bên kỹ thuật các bạn sẽ quay kỹ hơn vào cái phần này để mọi người có thể nhìn thấy.
em cho một xíu nước lọc vào đây chị, 2,5 gram. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình. Thì cái phần mà chúng ta chưa tạo hình thì mọi người lưu ý là mọi người phủ cái phần tre đi, để cái phần bột của chúng ta sẽ không bị khô nhá. Đây ạ, phần bột này thì chúng ta sẽ chia làm hai. Bởi vì bản chất là mọi người hình dung cái hoa của chúng ta sẽ có hai phần màu này đối xứng nhau và hai phần màu này đối xứng nhau, nên khi chúng ta một màu chúng ta sẽ chia làm hai như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cán. Mục đích cán ở đây là gì? Chúng ta sẽ cán một cái hình chữ nhật dài và sau đó chúng ta sẽ cắt để ra được một cái hình là hình thang mọi người nhé. Đây ạ, mọi người nhìn ạ, cái thành phẩm của bột của chúng ta cán rất dễ luôn, rất là mịn. Rồi ạ, chúng ta sẽ cán như thế này. Chiều dài của cái phần này chúng ta sẽ cán rơi vào khoảng là tầm 25-30 cm. Còn chiều ngang thì rơi vào khoảng là 15-18 cm. Thì mọi người hình dung là chúng ta sẽ phải cán làm sao để chúng ta bọc được cái lớp này lên cái phần phôi này mọi người nhé. Tức là chúng ta cần phủ kín nó. Mọi người không nên cán mỏng quá nhé. Bởi vì khi mà chúng ta cán mỏng quá thì cái phần lớp vải của chúng ta khi mà chúng ta xếp ly này thì sẽ không tạo nên được những cái đường gờ này, thì trông cái bánh nó sẽ không đẹp và không giống như cái phần mà vải mà chúng ta cần demo giống lại cái như một cái tấm vải bọc ấy. Đây như thế này rồi, chúng ta sẽ cắt hình thang. Chúng ta sẽ cắt một cái hình như là một cái hình thang thôi. Chúng ta cắt cái phần thừa đi. Chúng ta bỏ phần chúng ta bỏ ra luôn chứ chúng ta cũng sẽ không bỏ phần này. Lát nữa mọi người sẽ thấy rằng em sẽ dùng lại nhé. Đây ạ. Chúng ta bỏ ra một chỗ. Đây. Bây giờ thì mọi người sẽ theo dõi bước tiếp theo của em là em cần tạo ra được 3 cái xếp ly để che được vào cái phần phôi này. Thì mọi người sẽ cầm từ từ như thế này, nhẹ nhàng thôi. Nếu mà đứt ý, thực ra thì mọi người cũng cứ thoải mái, nhẹ nhàng thì tốt. Còn nếu mà đứt thì chúng ta sẽ vo lại và chúng ta cán lại từ đầu thôi. Nên là cũng có cách chữa thôi. Chúng ta cần tạo 3 nếp gập này. Rồi ạ, đây ạ, 2 rồi ạ. Và đây là 3. Đây, mọi người thấy chưa ạ? Chúng ta đã có được 3 nếp gấp như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ phủ vào 1/4 của xôi. Đây ạ. Mọi người thấy là cái phần xôi này đang chiếm 1/4 rồi. Cái phần đáy thì chúng ta nâng cái phần xôi lên. Chúng ta cho cái phần như là tấm vải đấy không? Chúng ta sẽ che vào đây. Đây ạ. Đây, chúng ta đã tạo được 3 nếp gấp và phủ được 1/4 của phần xôi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu như mọi người dính cái phần xôi gấp vào nhé, tức là phần màu đỏ mọi người cố gắng lau đi. Bởi vì lát chúng ta sẽ phải cán thêm cái phần bột màu trắng thì tránh để lây màu vào mọi người nhé. Đây, chúng ta đã được 1/4 của cái xôi rồi. Chị khách hàng Nguyễn Khánh Linh có đặt câu hỏi là tại sao trong quá trình mà mình xên nhân thì mình không cho bột gạo và bột nếp vào luôn, thì chị Trà lại thưa bởi vì thế này ạ, bởi vì cái em cũng cái này thì là theo cách làm của bên hàng rồi và chắc chắn là cũng có lý do. Bởi vì sao? Bởi vì bột gạo và bột nếp khi chúng ta cho vào khi mà gặp nhiệt cao như thế này thì có thể dẫn đến trường hợp là sẽ bị bón cục
và phần bột của chúng ta sẽ không được mịn đều như thế này mọi người nhé. Thì chúng ta cố gắng làm theo cái đúng cái quy trình và cái hướng dẫn thì sẽ đảm bảo được cái phần thành phẩm của chúng ta đẹp nhất luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã ra được hình chữ nhật như này rồi, chúng ta sẽ tạo hình thang. Bởi vì sao tạo hình thang? Bởi vì chúng ta đang cần ở phần trên là nó bé, phần dưới thì cần phải le ra, rộng ra để bao phủ hết được cái phần xôi. Cái phần mà chúng ta thừa như thế này thì chúng ta sẽ không bỏ đi đâu. Lát nữa chúng ta sẽ dùng để tạo những cái phần nơ vải ở trên. Rồi ạ, bây giờ thì chúng ta lại tạo 3 nếp gấp cho cái phần này ạ. Đây mọi người cầm nhẹ nhàng. Và mọi người lưu ý rằng nếu mà chúng ta chẳng may đứt này hay là bị vấn đề gì thì rất đơn giản như là chúng ta nhào lại và chúng ta cám lại thôi. Cũng không quá là sợ là bị hỏng hay gì nhá. Rồi ạ. Đây, chúng ta đã tạo được 3 nếp gấp như thế này. Thì chúng ta sẽ để vào phần đối xứng của cái phần xôi kia. Đây ạ. Chúng ta sẽ để đối xứng như thế này. Sau đó chúng ta chèn xuống như thế này. Bây giờ thì chúng ta đã tạo được ra hai phần đối xứng rồi. Nếu như cái phần thừa trên này thì chúng ta có thể ngắt đi để không bị gồ lên quá cao nhé. Rồi ạ, chúng ta đã tạo được hai phần này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo màu xanh cho hai phần đối xứng còn lại nhé mọi người nhé. Đây, cái nếp gấp đây rất là mềm mại. Bây giờ thì tiếp theo, phần đối xứng còn lại chính là màu xanh như thế này. Thì mọi người cắt làm đôi. Phần trắng này mọi người giữ lại để lát nữa mình sẽ dùng tạo cái nơ vải ở trên mọi người nhé. Đây ạ. Chúng ta sẽ cán phần màu xanh. Phần màu xanh chúng ta cũng cán tương tự thôi. Nếu như mọi người khi cán ấy, nếu chẳng may là bị đứt hoặc là bị không đều thì cái cách đơn giản nhất là mọi người nhào lại, vo nó lại, xong mọi người nhào lại và chúng ta lại cán lại từ đầu luôn. Cái cách này thì nó chữa cũng tương đối là dễ, không lo lắng về cái phần đấy mọi người nhé. Mọi người có thấy cách tạo mình đơn giản không ạ? Chúng ta đang mục đích đây, bây giờ chúng ta đang tạo một cái hình chữ nhật dài và chúng ta sẽ cắt những cái phần thừa đi để ra được hình thang. Đây ạ. Thì này thì em sẽ phải tạo ngược như này rồi, bởi vì cái phần này nó dài hơn. Cái phần đậu này là cái phần chúng ta hoàn toàn ăn được ấy. Tất cả đều làm từ bột hết thôi. Đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo xếp ly. Đây ạ, cái xếp ly của chúng ta đây ạ. Chúng ta sẽ đặt vào phần còn lại như thế này. Đây mọi người hình dung ra không ạ? Chúng ta sẽ cho cái phần xôi này vào đây. Cái phần chúng ta sẽ chèn xuống dưới nếu như nó thừa quá đúng không ạ? Rồi chúng ta ngắt cái phần này, bởi vì cái phần trên này chúng ta cần phải tạo nó như thế này. Đây ạ.
cái nếp gấp rất là tự nhiên như là cái cánh vải thôi, như là cái vải lụa của chúng ta. Phần tiếp theo chúng ta làm với cái phần còn lại của cái phần tư còn lại là phần này, chúng ta cũng lại cán như thế. Mọi người thấy đơn giản không ạ? Cái phần vỏ thì đã có thêm một miếng nằm nữa rồi, còn cái phần mà chúng ta tạo hình ấy thì chúng ta chỉ cần cán thôi, cán ra bốn cái phần xếp ly như thế thôi là chúng ta đã có được cái phần vỏ bọc bên ngoài của cái vỏ đậu rồi. Vâng ạ. Và đặc biệt thì trong cái buổi để trong cái buổi livestream hôm nay, để tạo không khí sôi nổi và hào hứng cho các bạn học viên tham dự lớp học ạ, Thông Mẫu Mỹ Việt Nam xin vui mừng thông báo là đang có chương trình ưu đãi đặc biệt giảm ngay 8% trực tiếp vào giá cho 3 chiếc máy Thông Mẫu Mix. Chốt mua và chuyển khoản thành công đầu tiên trong tại buổi livestream. Thì tại đây thì có anh chị nào mình đang có nhu cầu muốn sở hữu máy Thông Mẫu Mix trong dịp Tết này ạ, thì mình có thể nhắn tin trực tiếp cho trên fanpage để chốt mua và thanh toán ngay để được giảm 8% trực tiếp ạ. Một tin rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có nghĩa là đây là một cái chương trình gọi là giảm giá rất là lớn đấy ạ. Rất là lớn, rất là khủng luôn. Thì đây là cơ hội để mọi người có thể là săn mua được chiếc máy ngay tại livestream ngày hôm nay. Thực sự đây chắc là một thông tin rất là mới từ ban lãnh đạo của Thermomix thôi. Thì không thể nghĩ rằng là có một cái chương trình khủng như thế này dành cho khách hàng. Và hy vọng rằng khách hàng nào mà chốt mua máy trong ngày hôm nay thì mọi người có thể inbox tại fanpage và trong suốt quá trình livestream ngày hôm nay. Nhưng đặc biệt rằng chương trình chỉ dành cho 3 chiếc máy thôi nên là mọi người hãy nhanh tay nhé. Chương trình quá là tuyệt vời luôn. Tức là được off 8% mọi người cứ tính ra, tức là mọi người được giảm giá cũng tương đối nhiều đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lại tạo hình thang. Chúng ta tạo hình thang. Đây ạ. Chúng ta sẽ tạo những cái xếp ly cho cái phần còn lại. Mọi người lưu ý rằng khi chúng ta tạo xếp ly như thế này thì chúng ta cũng thoải mái thôi. Nếu chẳng may cái xếp ly nó bị hỏng ấy thì mọi người lại vo cái viên đậu lại, sau đó là mọi người nhào lại và mọi người cán lại thôi. Nên là chúng ta không quá là lo sợ về cái phần là tạo hình xấu. Thì chúng ta có thể tạo 2-3 lần thì chắc chắn là đến lần thứ 2, thứ 3 thì cái tạo hình của chúng ta cũng đẹp rồi. Đây, bây giờ là mình sẽ phủ vào cái phần tư còn lại của cái phần xôi của chúng ta nhé. Đây ạ. Chúng ta nâng cái phần lên. Nếu cái phần thừa chúng ta sẽ gấp vào trong như thế này. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bóc nhỏ lại như thế này. Tiếp. Bây giờ chúng ta mới tạo được cái phần vỏ bọc ở cái phần xôi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho bánh cái phần là cái nơ vải ở trên như thế này nhá. Thì lúc trước là chúng ta đang có cái phần trắng và phần thừa của cái phần chúng ta cắt để tạo hình thang ấy. Thì bây giờ mọi người cán cho em cũng thành phần là thành hình vuông. Thành hình vuông như thế này. Chúng ta sẽ cắt thành hình vuông mọi người nhé. Đây. Sau đó chúng ta hình vuông rồi thì chúng ta sẽ cắt thành một đường chéo để tạo thành hai hình tam giác. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo nơ vải. Đây mọi người nhìn chú ý cách tạo nơ vải đây ạ. Mình sẽ tạo sóng như thế này. Và phần này chúng ta bỏ đây. Chúng ta đã được một cái nơ vải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái nơ còn lại. Chúng ta đẩy cao lên như thế này. Tạo sóng như thế này mọi người nhé. Đây ạ. Sau đó chúng ta ngắt cái phần thừa ở phía trên đi.
chúng ta ngắt phần thừa phía trên đi. Bây giờ mọi người sẽ đặt cái phần nơ vải này vào giữa phần trắng và phần xanh của phần vải bọc chúng ta đã làm. Đấy ạ. Vâng ạ, hiện tại đang có khách hàng Bình Lê bình luận là mình đặt một máy nhé off 8% đúng không bạn ơi? Đúng. Vâng, đúng rồi ạ. Chị ơi, mình vui lòng nhắn tin vào fanpage ạ để đặt máy và thanh toán chuyển khoản trong livestream để được hưởng ưu đãi. Mọi người inbox nhé. Mọi người inbox vào fanpage, bởi vì là cái phần thông tin cá nhân của mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ không muốn để lại ở phần comment rồi, thì mọi người sẽ inbox ạ. Đây ạ, em sẽ đặt cái phần nơ vải đối xứng với cả phần nơ vải vừa đặt xong. Như vậy chúng ta đã tạo được hai cái nơ vải rồi. Bây giờ cái phần này, phần màu xanh, chúng ta sẽ tạo hai nơ vải màu xanh ạ. Đây ạ. Chúng ta lại cán gì ạ? Cán hình vuông. Thực ra là cái tạo hình em thấy không hề khó ạ. Mọi người nhìn có thể là nhìn cái sản phẩm trông như vậy thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là mọi người hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta tạo hình vuông nhé mọi người nhé. Sau đó là từ hình vuông đấy thì chúng ta sẽ cắt ra hai hình tam giác ạ. Cái phần đậu này thì thực tế là rất là mềm mọi người nhé, ăn cũng rất là ngon. Đây ạ, mọi người sờ rất là mềm luôn. Từ hình vuông này chúng ta sẽ cắt ra hai, chia đôi để ra được hai hình tam giác. Sau đó thì chúng ta lại tạo phần xếp ly, tạo sóng cho cái phần này thôi ạ. Đây ạ. Chúng ta sẽ tạo sóng như thế này. Đây ạ. Thì chúng ta đã được một cái phần nơ như thế này rồi. Chúng ta để vào đây. Tiếp ạ. Chúng ta sẽ tạo cái còn lại cũng giống như thế thôi. Đây ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ ngắt bớt cái phần thừa này đi ạ. Chúng ta sẽ đặt vào phần giữa của phần xanh và phần trắng như thế này. Đây ạ. Đây ạ, cái phần nơ vải của chúng ta xong. Cái còn lại thì chúng ta cũng đặt vào phần đối diện ạ. Đây. Như vậy là chúng ta đã tạo được 4 cái nơ vải cho cái phần xôi của chúng ta rồi. Thì cái phần còn lại chính là cái phần núm buộc ở trên. Thì chúng ta sẽ dùng một nửa, tức là chúng ta đã dùng gần hết cái số đậu mà chúng ta đã làm rồi. Thì bây giờ có thể là chúng ta sẽ phải cân đối rằng là không được quá to đặt vào đây thì trông nó sẽ không hợp lý. Thì chúng ta sẽ dùng một nửa của màu trắng, một nửa của màu xanh, chúng ta nhào vào với nhau. Và chúng ta sẽ vê tròn nhé mọi người nhé. Đây ạ. Em vẫn thấy hơi bé đúng không ạ? Thì em sẽ cho thêm. Chúng ta cứ vê cái phần hình tròn này làm sao mà để thật là cân đối với cả cái phần bánh của chúng ta, không nên quá to cũng không nên quá bé thì sẽ không cân xứng với phần này. Và chúng ta ấn dẹp một chút ạ, như thế này. Sau đó chúng ta đặt vào giữa. Như thế này ạ. Và chúng ta ấn nhẹ xuống để tạo được cái phần kết dính với cái phần nơ mà chúng ta đã tạo hình vậy. Như vậy là bây giờ mới đến bước này thôi. Còn một bước nữa, nhưng mà cái phần đậu của chúng ta sen thì đã sắp xong rồi. Thì em muốn rằng là muốn tại trực tiếp livestream này thì em sẽ hướng dẫn được mọi người cái phần sen đậu. Nên là chúng ta sẽ để cái phần trang trí và chúng ta phần vẽ những cái hình hoa ở trên này ở một lúc sau. Thì bây giờ chúng ta sắp đến phần cái đậu được rồi thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ làm tiếp phần đậu ạ. Đây ạ, mọi người có thể nhìn qua cái phần xôi chúng ta đã tạo hình cơ bản qua như thế này rồi. Cái phần này thì là chúng ta sẽ chỉnh lại nhé. Chúng ta nhớ chỉnh lại những cái phần mà chúng ta thấy rằng nó chưa đều đẹp. Đây ạ, phần nếp gấp như thế này. Thì đây là một cái bước tạo hình về bản chất thì rất là cơ bản. Để mọi người là mới làm thì mọi người sẽ hình dung ra được thôi. Còn về cái khả năng mà tạo hình rồi là chúng ta có những cái sáng tạo thêm thì sẽ là ý tưởng sẽ là không giới hạn.
nên là mọi người có ý tưởng trang trí thêm như thế nào hoặc là tạo hình như thế nào thì mọi người đều có thể áp dụng được nhé. Đây ạ. Bây giờ cái phần đậu của chúng ta cũng sắp xong rồi thì cái phần trang trí em sẽ để ở phần sau, thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm đậu chúng ta xên xong nhé. Đây ạ, chúng ta chạm vào màn hình. Phần đậu của chúng ta đã xên xong rồi. Đây mọi người có thể nhìn cái phần thành phẩm đây ạ. Khi cái đậu của chúng ta xên ở trong bình ấy thì cái phần đậu này vẫn rất là mềm, nhưng mà chắc chắn rằng khi mà lúc sau chúng ta để nguội ấy, thì cái phần đậu sẽ khô lại, nên là mọi người yên tâm là núp ở trong bình ấy mà phần đậu như thế này thì mọi người cứ để, và chúng ta sẽ thường khi mà bước tiếp theo chúng ta sẽ cho bột gạo, bột nếp, bột mì vào để nhào ấy, thì cái chế độ nhào bột của Thermomix sẽ kích hoạt khi mà nhiệt độ của bình phải dưới 60 độ, chứ trên 60 độ thì sẽ không thể nhào được. Nên là mọi người cứ để đậu ở trong bình như thế này, để cho đậu nguội một chút, khoảng 5 phút thôi là đậu còn ấm ấm thì chúng ta nhào cũng sẽ rất là dễ nhé mọi người nhé. Đây, mọi người nhìn cái phần đậu rất là mướt nhé. Đây ạ. Đây, mọi người thấy khi mà em miết lên, cái phần đậu sẽ rất là mướt, mà hoàn toàn chỉ là xay thôi, chứ chúng ta không phải lọc, không phải làm một cái động tác gì luôn. Và máy thì đã xên cho chúng ta cái phần đậu như thế này. Lúc trước có đường này, nước ở trong đậu này, và phần nước chúng ta thêm, và đến bây giờ xên thì đã ra được thành phẩm đậu là như thế này. Đây là cái phần đậu paste, thì chúng ta sẽ phải thêm bột gạo, bột nếp và bột mì để cái phần đậu của chúng ta được dai dẻo, thì chúng ta mới cám được như cái thành phẩm vừa rồi em cám nhé. Thì đây là bước đầu là chúng ta đã xay và làm được cái phần xên, cái phần nhân đậu rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta chờ cái hỗn hợp này nguội, thì chúng ta sẽ cho thêm bột gạo, bột nếp và bột mì vào để chúng ta nhào bột thôi. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp vừa nhào bột, vừa hấp xôi và vừa hấp cái phần vỏ đậu này nữa, thì là chúng ta đã xong được cái phần tất cả những cái phần nguyên liệu, và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo hình được. Đây ạ, đây mọi người nhìn một lần nữa giúp em, đậu cực mướt luôn. Phần đậu rất là mướt, nhưng mà để mà nguội nhanh ý, thì chúng ta cũng để miết lên thành bình như thế này, để cái phần đậu được nguội nhanh thì chúng ta mới kích hoạt được cái phần chế độ nhào bột nhé mọi người nhé. Và trong cái lúc chờ như thế thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng như thế này, là chúng ta đã có cái phần là gạo nếp mà chúng ta đã nhào với cả cái phần gốc rồi, thì chúng ta cũng sẵn sàng như thế này. Và có một hướng dẫn cho mọi người là lát nữa khi cái phần bột chúng ta nhào xong, chúng ta sẽ nắm thành các viên và chúng ta đặt lên cái phần khay Varoma, sau đó là chúng ta hấp, thì chúng ta đã áp dụng được phương pháp nấu tầng của Thermomix, tức là ở dưới chúng ta hấp xôi, ở trên chúng ta hấp phần vỏ đậu. Như vậy thì cùng một thời gian như thế chúng ta đã tiết kiệm được đi rất là nhiều rồi. Và đấy, mọi người thấy rằng là chỉ trên một chiếc máy thôi, chúng ta đã kết hợp được rất nhiều những cái chức năng. Thứ nhất là chức năng xay, xay nhuyễn mọi người nhé. Và thứ hai là chức năng xên nhân, chúng ta đều có thể nấu ở trên này. Thứ ba, chúng ta có thể nhào bột ở trên này, tức là cái công đoạn nhào bột bình thường chúng ta sẽ làm bằng tay, hoặc chúng ta có thể làm bằng cái máy nhào bột, thì chúng ta chỉ cần cho bột vào đây thôi, máy thì mỗi cũng giúp chúng ta nhào bột được. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kết hợp cái phần là hấp. Hấp thì trên quá trình hấp thì đã tiết kiệm được đi 1/2 thời gian rồi, bởi vì nếu như bình thường chúng ta hấp cho gấp mất 30 phút, hấp cái phần vỏ này mất 20-25 phút, thì bây giờ chúng ta đã gộp được thành 2 tầng, và chúng ta sẽ trong một khoảng thời gian ngắn lại như thế, rút khoảng 1/2 thời gian lại như thế, thì chúng ta đã cùng làm chín được xôi cũng như là chín được cái phần vỏ đậu rồi. Thế nên là bây giờ mọi người thấy rằng trên một chiếc Thermomix thôi, nhưng chúng ta đã kết hợp được quá nhiều chức năng và tiết kiệm được rất nhiều thời gian nữa với cái phần xôi đậu này như thế này. Đây, phần vỏ đậu của chúng ta đang bắt đầu nguội rồi, thì để chúng ta sẽ chờ khoảng tầm 5 phút thôi. Nhiệt độ của cái đậu này thì giảm xuống, thì lúc đấy chúng ta nhào bột cũng sẽ không bị vón cục. Bây giờ chúng ta sẽ chờ, và chúng ta chờ nguội một chút thì em sẽ biểu diễn cái phần nhào đậu cho mọi người. Thì bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người tiếp cái phần chúng ta sẽ trang trí cho cái phần vỏ đậu này.
trình em làm thì có ai có thêm thắc mắc gì không ạ? Thì có thể hỏi luôn ạ. Bây giờ thì cái phần bột màu bột vàng chúng ta sẽ cho một chút nước vào. Cái bột vàng này thì cũng là một cái bột rất là an toàn thôi. Mọi người cũng đều mua ở những cái cửa hàng mà bán những nguyên liệu làm bánh thì đều được. Thì chúng ta sẽ pha với vụt một chút nước để chúng ta vẽ màu cho cái phần này. Đây ạ. Bây giờ thì cái phần bột vàng này cũng là cái bột màu rất là an toàn và đều được dùng sử dụng trong cái phần chế biến làm bánh, nấu ăn nên là mọi người đều có thể yên tâm. Thì chúng ta sẽ dùng cái bột màu bột vàng này pha với một chút nước và chúng ta vẽ như thế này ạ, vẽ viền ạ. Cái phần này thì em nghĩ là cũng rất là đơn giản với mọi người thôi. Chúng ta vẽ hết ở những cái phần là phần nơ vải mà chúng ta vừa tạo hình xong. Và mọi người vẫn nhớ rằng trong buổi livestream hôm nay thì có một cái chương trình rất là đặc biệt mà Thêmomix dành cho tất cả những khách hàng thân thiết của Thêmomix, đó chính là chương trình khuyến mại giảm 8%. Hiện tại thì máy Thermomix TM6 được bán chính hãng tại Việt Nam với giá là 42.200.000. Nhưng mà khi khách hàng chốt đơn ở trong livestream thì sẽ còn có 38.824.000 ạ. Vâng, giá rất là hấp dẫn ạ. Và bình thường thì rất ít khi Thermomix có một cái chương trình giảm khủng như vậy. Hy vọng rằng trong livestream ngày hôm nay thì mọi người có thể săn được cái mức giá tốt như thế ạ. Và chỉ dành cho 3 máy thôi mọi người nhé. Hiện tại thì chỉ còn hai chiếc máy là để có thể có được chương trình khuyến mại này ạ. Đã có một khách hàng chốt mua ngay tại livestream này rồi và còn 2 chiếc nữa thì mọi người nhanh tay đăng ký và inbox ngay tại fanpage của Thêmomix Việt Nam để nhận được cái phần khuyến mại này. Dạ vâng ạ, chị Khương Hải Yến có đặt câu hỏi là các màu này tí nữa chị có thể chụp ảnh và chỉ chỗ mua luôn được không ạ? Được em ơi, cái này thì rất là dễ. Cái này thì chị thường... Bạn Hải Yến là ở đâu nhỉ? Chị Hải Yến là ở Hà Nội ạ. Hà Nội thì như mình ấy thì mình hay mua những cái màu thực phẩm này ở những cái tiệm bán đồ làm bánh như là ở Abby này, hay là Bmart này, hoặc là ở Vana. Thì những cái hãng bán này thì đều rất là nổi tiếng ở Hà Nội và đều có rất nhiều điểm ở quanh các quận ở trong Hà Nội thì mọi người có thể tìm mua rất là dễ nhé mọi người nhé. Vâng ạ, với cái lát nữa thì bên chăm sóc khách hàng bên em sẽ nhắn tin cho chị Khương Hải Yến hình ảnh của các cái lọ màu thực phẩm ạ. Những cái mẫu của mà mình dùng trong ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Đây ạ, bây giờ thì mình sẽ tạo những cái chấm hoa thôi. Thực ra là cái khả năng vẽ của mọi người có khi là nhiều người có thể vẽ còn giỏi hơn, đẹp hơn. Nhưng mà cái mức mà chúng ta đang làm đây là đang ở mức cơ bản, nên là em cũng hướng dẫn mọi người làm ở những cái mức cơ bản thôi ạ. Đây chúng ta cũng chỉ cần chấm những cái chấm rất là nhẹ thôi, để tạo những cái chấm như là ở trên cái tấm vải của chúng ta ấy. Để hẳn ra cho muộn đây. Đây ạ. Và hy vọng rằng sau trong cái buổi học ngày hôm nay thì mọi người hình dung ra được cách làm và mọi người có thể tự thực hành tại nhà. Và cái này thì em nghĩ rằng sẽ rất là đẹp khi mà mình dùng vào những cái dịp lễ Tết trên mâm cỗ cúng tổ tiên thì cũng rất là ấn tượng. Và những cái thành phần nguyên liệu thì đều rất là lành và cũng rất là dễ kiếm thôi ạ. Đều là từ đậu trắng, rồi là từ gạo nếp, đường, bột ngô, bột nếp, bột mì, rồi là bột gạo thôi. Những cái này thì em nghĩ rằng là ai cũng có thể kiếm được. Và chúng ta thấy rằng đấy, những cái nguyên liệu rất là đơn giản,
nhưng mà chúng ta lại làm ra được những cái sản phẩm rất là tinh tế, tao nhã như thế này. Vâng ạ, chị Nguyễn Hồng Anh ơi, lát nữa bên chăm sóc hàng bên em sẽ nhắn tin cho chị gửi hành mẫu lọ màu thực phẩm ạ. Đây ạ, chúng ta sẽ tiếp tục chấm vào. Bây giờ là chúng ta đang cần một cái thể thống nhất, tức là cái nơ màu xanh này đang có chấm thì chúng ta cũng phải chấm vào cái thân này phần màu xanh. Để chúng ta hình dung như là chúng ta đang được một tấm vải, một tấm lụa, chúng ta phủ lên cái phần xôi của chúng ta thôi. Đây ạ, mọi người nhìn thấy óng ánh cũng rất là đẹp. Bây giờ để em xin kiểm tra cái phần đậu của chúng ta đã nguội bớt chưa để chúng ta có thể nhào bột được ạ. Đây ạ, đấy ạ, có một cái lưu ý mọi người rằng là khi chúng ta vừa xên xong cái phần nhân của chúng ta ở trong máy thì mọi người thấy rằng là nó tương đối là mềm, mà thậm chí là mọi người có khi là hoang mang là ôi sao nó lại nát như thế. Nhưng đây ạ, khi để nguội mọi người thấy phần đậu chúng ta rất là cứng không ạ? Tức là chúng ta mở nắp ra, cái quá trình bốc hơi nước của từ đậu ấy thì sẽ còn bốc hơi nữa, nên là chúng ta sẽ thấy rằng đậu bắt đầu khô lại rồi, thì như thế mới tạo hình được nhá. Đây ạ, cái thời gian xên thì cứ đúng như công thức thôi ạ, thì là cái phần đậu sẽ được khô lại như thế này và phần đậu rất là mướt rồi ạ. Đây mọi người nhìn ạ, đấy ạ. Như bình thường em làm tay thì với những cái máy xay mà máy xay sinh tố ở nhà ấy, hoặc những cái máy xay hoa quả ấy, thì thường sẽ không mịn như thế này, và chắc chắn mình sẽ phải làm thêm một bước nữa, đó là mình lọc qua rây, tức là phải cứ lọc, chúng ta sẽ phải tán cái phần đậu này, cho cái phần đậu này lọc qua rây để cho nó mịn mượt hơn. Nhưng mà với máy của Thermomix thì máy đã giúp chúng ta xay nhuyễn mịn rồi. Đây ạ, mọi người nhìn ạ, cái phần đậu rất là nhuyễn mịn và bóng luôn. Thì cái phần bột chúng ta kiểm tra nguội rồi thì chúng ta sẽ thêm cái thành phần là bột gạo, bột mì và bột nếp vào để chúng ta nhào bột. Thì lúc sau mọi người sẽ thấy cái thành phẩm rất là cái phần nhân, cái phần vỏ của chúng ta ấy, sẽ rất là cứng cáp để chúng ta có thể tạo hình được nhé mọi người nhé. Bây giờ bắt đầu nguội rồi thì em sẽ cho cái phần bột nếp và bột gạo vào. Chúng ta sẽ cho bột gạo. Đây ạ, bột gạo đây ạ. Chúng ta sẽ cho vào cái phần bột này nguội ấy, thì chúng ta mới có thể nhào được. Chúng ta chỉ nhào thôi mọi người nhé. Đây ạ, chúng ta cho hết những cái phần bột khô vào. Và chúng ta sẽ cho vào máy để chúng ta nhào. Đây ạ, chúng ta sẽ, mọi người chắc mọi người cũng rất nhiều người dùng máy thì mọi người cũng biết cái phần chế độ nhào bột của Thermomix rồi. Chúng ta chưa sang, chúng ta sẽ vào phần nhào bột. Và chúng ta sẽ nhào là trong 1 phút mọi người nhé. Đây ạ, máy rất là thông minh mọi người thấy không ạ? Đều báo cho chúng ta cái cảnh báo rằng là bột chưa đủ dưới 60 độ nên là chúng ta chưa thể nhào được. Rất là thông minh luôn. Thế nên là chúng ta sẽ phải để nguội bột thêm một chút nữa. Đây ạ, chúng ta sẽ để bột nguội thêm một chút nữa thôi là chúng ta có thể nhào được. Như vậy đấy ạ, máy cũng báo đều với những cái phần mà cảnh báo như thế của hãng thì của máy thì chúng ta đều phải tuân thủ thôi. Và máy không cho chúng ta nhào, chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ đúng không ạ? Và chắc chắn là khi mà cái phần bột nguội hơn ý, thì chúng ta nhào ý, cái phần bột sẽ không bị vón cục và chắc chắn sẽ mịn đều hơn. Đây ạ, chúng ta sẽ chờ thêm một lúc nữa. Và quan trọng rằng là khi mà chúng ta nhào bột ý, thì cái quá trình nhào của máy sẽ tăng, đôi khi sẽ cái phần hoạt động của động cơ ấy, có thể sẽ làm cho cái phần máy, nếu như mà chúng ta để nhiệt quá cao, chúng ta nhào bột thì có thể làm xảy ra việc cháy. Thế nên là thành ra là chúng ta đều phải dựa theo những cái cảnh báo của hãng, như vậy thì sẽ yên tâm hơn nhé mọi người nhé. Chắc là một lúc nữa thôi, thực ra thì sờ vào tay như thế này thì cũng đã được rồi, chúng ta sẽ thử tiếp. Nếu mà không được thì chúng ta lại phải bỏ ra thôi. Máy không cho nhào là không cho nhào. Chúng ta vặn 1 phút, nhào trong 1 phút nha mọi người nhé. Rồi ạ, nhào được rồi ạ. Tất cả bột của chúng ta đã dưới 60 độ rồi.
máy cũng nhào giúp chúng ta thôi, nên chúng ta cũng rất là nhàn ở công đoạn này. Và cái cách mà khi mà máy chân không nhào ấy, thì là tái hiện lại cái động tác nhào của người thợ nhà cổ cũng rất là đều như thế này thôi. Và cái quá trình máy vận hành thì sẽ tích hợp vào bên cái thành của cái bình trộn này này, thì cái bộ của chúng ta nhào cũng rất là đẹp mọi người nhé. Thực ra thì giảm cái kiểu công đoạn này rồi thì cũng rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Bởi vì bình thường đây ạ, chúng ta sau khi chúng ta nhào xong ở lần đầu tiên, chúng ta sẽ gạt bớt những cái nguyên liệu khô xuống, bởi vì là những cái nguyên liệu khô thì lúc mới cho vào thì nó rất là nhẹ, nó có thể bắn lên và bán vào thành bình. Thì chúng ta sẽ gạt xuống và chúng ta thực hiện lại cái thao tác nhào bột vừa rồi một lần nữa, cũng trong thời gian là 1 phút thôi. Nhào xong 1 phút thì chúng ta sẽ làm gì? Chị Minh Trang Bông thì có đang đặt câu hỏi là công thức của món này đã có trên app Modern Cup chưa ạ? Thì chị ơi, sau khi cái buổi livestream này kết thúc thì bên em sẽ đăng công thức này trên cộng đồng và trên app Modern Cup cho chị nhé. Chúng ta cân ngay tại trên máy nhé. Rồi ạ.
chúng ta đặt khay và đĩa varoma lên. Đĩa varoma ở bên dưới chúng ta đã để phần xôi gấp rồi, và ở phần trên của khay là chúng ta sẽ để phần bột và chúng ta hấp. Hấp, thời gian hấp đầu tiên chúng ta sẽ hấp là 25 phút chế độ varoma và tốc độ 2. Rồi ạ, và bây giờ chúng ta cũng chỉ chờ là máy sẽ hấp giúp chúng ta thôi. Khi mà phần đậu chín rồi thì chúng ta đã có cái phần để chúng ta nhào vỏ rồi ạ. À, mọi người có thể chờ trong thời gian chúng ta chờ để mà cái phần xôi gấp cũng như là cái phần vỏ đậu của chúng ta chín thì chúng ta sẽ tạo hình nốt cái phần xôi va đậu của em đang hướng dẫn ạ. Chị Trần Phương Thúy ơi, mình muốn đăng ký mua một máy với chương trình ưu đãi ập 8%. Chị vui lòng inbox vào trong fanpage Thermomix Việt Nam ạ, để được các bạn nhân viên sale bên em hướng dẫn cách thanh toán chuyển khoản thành công ạ, thì mình mới được áp dụng chương trình này ạ. Ngay tại livestream này thì mọi người đăng ký và hoàn thành việc mua máy ở trong livestream thì mọi người mới được cái chương trình giảm giá là 8%, mọi người lưu ý nhé. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn có một máy thôi. Và cái chương trình này thì chắc chắn tất cả khách hàng đã mua máy Thermomix cũng như là theo dõi Thermomix thì biết rằng là đây là một chương trình rất là giảm giá rất là khủng rồi và rất là hiếm có mới có được cơ hội như thế này. Và thực sự là ngay từ đầu cuộc livestream các em cũng không hề biết có chương trình này, và đến bây giờ thì đang trong quá trình livestream thì mới biết được rằng là ban lãnh đạo đã quyết định gửi tặng đến khách hàng nhân dịp là chuẩn bị xuân năm mới rồi. Và em nghĩ rằng đây cũng là một cái phần rất là may mắn dành cho khách hàng mà giành được cái phần mua với giá ưu đãi trong ngày hôm nay. Và chúc mừng hai khách hàng đã giành được cái phần ưu đãi này rồi ạ. Vâng ạ, hiện tại thì chỉ còn duy nhất có một cái phần máy để mua với giá ở 8% thôi ạ. Và buổi livestream thì chắc sẽ rơi vào còn tầm khoảng 30 phút nữa thôi là sẽ kết thúc rồi. Thì hy vọng rằng những khách hàng đã quan tâm và để nhận được cái phần ưu đãi này thì mọi người hãy nhanh tay nhé. Và chắc chắn rằng với tất cả khách hàng mà yêu quý Thermomix cũng như là những cái khách hàng mà thực sự yêu thích nấu ăn trong thời gian vừa rồi thì cũng biết rằng có những cái món một món mà đã tạo sóng trong thời gian vừa rồi đối với khách hàng của Thermomix đó chính là món mứt dừa này. Mọi người đã làm rất là nhiều và em cũng nhận được rất là nhiều phản hồi của mọi người từ những cái hình ảnh rất là đẹp và những cái chia sẻ những cái hình ảnh mà mọi người tự làm ở nhà, và nhất là những cái thành phẩm nó cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì đội phát triển công thức của Thermomix vừa rồi cũng phát triển thêm được rất nhiều loại mứt trong năm nay, và thực sự là với những khách hàng đã trải nghiệm và thực hành thì mọi người đều bất ngờ rằng không thể nghĩ rằng có thể xây được mứt trên máy, và máy đã giúp chúng ta giảm thiểu được rất là nhiều công đoạn trong cái quá trình làm, bởi vì rằng là cá nhân em là người cũng đã từng xem mứt ở trên bằng tay và bằng chảo thì trung bình một cái mứt sẽ phải rơi vào khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Và thực sự với một người phụ nữ khi mà có con nhỏ, bận rộn gia đình, bận rộn công việc mà chúng ta phải dành quá nhiều thời gian trong việc là chúng ta đứng để xem mứt như thế, thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến rất nhiều cái vấn đề khác trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà Thermomix thì đã giúp chị em có thể rằng là năm nay có thể tự làm mứt cho gia đình mình nhưng lại rất là nhàn nữa, thì đấy đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Thì ngoài cái công thức mứt của bộ sưu tập Tết vừa mới công bố đợt trước vừa rồi đội phát triển công thức của Thermomix cũng mới ra được 3 loại mứt mới, đó chính là
chua thì xê trên máy ăn rất là dẻo và cái vị ngọt cũng rất là vừa luôn. Và thực sự là mọi người nên thử cái loại nước này. Ngoài ra thì có một loại nước rất là tốt cho sức khỏe và ăn cũng rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Và mọi người uống với trà thì em nghĩ là sẽ rất là hợp lý, đó chính là nước vỏ bưởi. Nước vỏ bưởi này thì làm từ rất là, thực ra mọi người có thể làm từ nhiều loại vỏ bưởi đều được, ví dụ như là da xanh hoặc là những cái bưởi mà có vỏ màu vàng cũng được, nhưng mà cái màu của da xanh thì lên màu sẽ rất là đẹp mọi người ạ. Đây ạ. Và có một cái món nước nữa rất là truyền thống mà em nghĩ rằng những thế hệ mà mọi người bây giờ ấy, thì chắc chắn rằng là có những thế hệ mà chúng ta đã từng biết đến cái hộp mứt Tết ấy ạ. Thì trong hộp mứt Tết thì thường là sẽ có mứt gừng đúng không ạ? Cái món này thực ra là đôi khi rằng mọi người ăn trước kia có thể là mọi người không thể nghĩ rằng mình có thể tự làm được tại nhà, mà chỉ có thể mua tại ở những cái hộp mứt Tết ở những nhà máy. Thì bây giờ thì mứt Tết cũng đang mới phát triển thêm một cái công thức mứt gừng như này ạ. Ăn rất là mềm dẻo. Và chắc chắn rằng trong dịp Tết này thì mọi người uống với trà thì cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Đây ạ, mọi người có thể nhìn thành phẩm rất là khô ráo luôn. Đường bao bên ngoài một lớp trắng rất là mỏng nhé mọi người nhé. Đây ạ. Chắc chắn rằng không chỉ thế hệ các bạn quá trẻ, đôi khi có thể các bạn không biết, nhưng thế hệ ông bà chúng ta hoặc là bố mẹ chúng ta chắc chắn rằng rất nhiều người thích cái món mứt này luôn. Và hy vọng rằng mọi người có thể tự làm tại nhà mình những cái bộ mứt như thế này. Chúng ta đóng hộp cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Và thêm một mứt thì giúp chúng ta xem mứt trong khoảng thời gian là rơi vào khoảng 30-40 phút, hoặc có loại mà mứt mà kiểu những cái loại hoa quả mà ra nhiều nước ấy, thì thời gian xên thêm chỉ tầm 50 phút thôi cũng đã có một miếng mứt rồi. Thì chúng ta có thể tự tạo cho gia đình mình rất là nhiều cái loại mứt như thế này, bởi vì là máy đã giúp chúng ta đảo quấy suốt trong quá trình chúng ta làm mứt rồi. Bình thường em cũng là người đã từng làm mứt ở tay, có nghĩa bằng tay, tức là làm ở trên chảo ấy, là chúng ta cứ phải xên đều như này, xên đều như này, bởi vì như thế là đường sẽ thấm đều được với cả những cái nguyên liệu của chúng ta, và thứ hai là tránh cái việc là bị cháy hay cô đường ở dưới. Thì hoàn toàn là Thermomix đã giúp chúng ta cứ thế là đảo thôi cái cơ chế. Và chắc chắn là rất nhiều khách hàng đã làm rồi, và mọi người có những cái feedback thì bọn chúng em rất là vui, bởi vì là khi mà mọi người có thể tạo được cái món mứt mà mình nghĩ rằng mình chỉ có thể mua ngoài hàng thôi mà lại có thể tự làm ở nhà, và cái thành phẩm thì cũng chắc chắn mọi người thấy cũng rất là lành đúng không ạ, rất là yên tâm, bởi vì chúng ta không chất bảo quản, chúng ta làm tươi, đồ ăn tươi mới như thế thì không có cớ gì mà chúng ta làm không làm ở nhà cả. Mà mua bên ngoài đôi khi là nguồn gốc xuất xứ không biết, rồi là chúng ta không biết rằng là họ có cho thêm cái chất bảo quản hay không, chất tạo màu hay không. Thì hy vọng rằng với những cái công thức mà tôi phát triển công thức đã chia sẻ với mọi người thì mọi người có thể làm. Và trong quá trình làm, mọi người có bất kể câu hỏi gì cũng như là gặp vấn đề gì thì mọi người cứ feedback lại cho Thermomix Việt Nam, thì chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ cũng như là nhận được những cái điều chỉnh hợp lý để mà công thức này được hoàn thiện hơn. Đặc biệt rằng là một cái điều quan trọng hơn nữa, đó chính là mong rằng mọi người có thể mong muốn rằng là mọi người thích ăn món gì, mong muốn rằng có thể làm trên Thermomix được món gì, mọi người cũng có thể gửi cái feedback đấy cho chăm sóc khách hàng của Thermomix. Chắc chắn rằng Thermomix Việt Nam sẽ cố gắng thật nhiều để có thể giúp mọi người có những cái món ăn như mong muốn của mọi người. Như hôm qua thì ngay buổi tối hôm qua thôi, em có thấy có một chị làm, chị chia sẻ rằng là cái mứt dừa năm ngoái là có đề xuất để Thermomix làm thì năm nay đã có luôn rồi. Thì hy vọng rằng thời gian tới thôi, mọi người chỉ cần feedback thôi, có khi là mấy ngày sau, một thời gian rất ngắn sau thôi là mọi người có thể nhận được những cái công thức mà mọi người mong muốn rồi, để mọi người có thể thực hành và tận dụng một cách tối đa những cái tính năng mà Thermomix có thể mang lại cho chúng ta. Vâng ạ, hiện tại thì đang có chị Uyên Phạm và chị Thảo Lương đặt cùng một câu hỏi ạ. Là mỗi một lần mình xên mứt như vậy thì tối đa là sẽ được mấy hũ như trong như mình đang trình diễn ở trên màn hình. Ví dụ như mứt gừng ạ, tùy thường là trên máy thì sẽ xên được khoảng 600 đến 700 nguyên liệu tươi nha mọi người nhé. Thì khi mình xên ra thì như mứt gừng của mình thì mình được tầm 2 hũ như thế này, được tầm 2 hũ như thế này. Mà thời gian xên của mứt gừng khoảng 40 phút gì đấy. Thế nhưng mà mọi người hình dung rằng là chúng ta nên, bởi vì bây giờ chúng ta có máy ở nhà mà, thì
thì thành ra là chúng ta cũng hình dung rằng chúng ta cứ làm đồ tươi chúng ta ăn thôi, chúng ta làm ít một, chúng ta có thể ăn trong tuần hoặc trong một tuần hai tuần, sau đó chúng ta lại xem mẻ mới, đồ ăn tươi mới thì chắc chắn mọi người cũng thích hơn đúng không? Kể cả những mức vỏ bưởi thì chắc là cái công thức thì có thể phải xem được tầm 3 hộp như thế này. Nói chung là chúng ta tùy vào nguyên liệu, bởi vì có những cái nguyên liệu mà cái tạo cái cấu hình của nó ấy, nó cồng kềnh hoặc là nó gồ ghề thì đương nhiên là sẽ không thể được nhiều như là những cái nguyên liệu nhỏ như thế này. Đấy, thường là một công thức thì sẽ cần được 2 đến 3 hộp nhỏ như thế này mọi người nhé. Mọi người cứ đóng hộp như thế này thôi và mọi người bỏ ra ăn dần. Và công thức nhỏ nhỏ thôi, cũng không quá lớn đâu, nhưng mà em nghĩ rằng là mọi người có thể làm liên tục được, bởi vì máy cũng giúp chúng ta rất là nhiều rồi. Nhất là mứt cà chua, một cái mứt cà chua mà em thấy rất là ấn tượng luôn, bởi vì bình thường trước ấy là nhiều cũng gặp ở ngoài hàng bán rất là nhiều rồi, thế nhưng mà cũng không có cảm xúc lắm đâu. Thế nhưng không ngờ là hôm qua khi mà em công thức của đội các chị công thức cái mô hình làm thì rất là tuyệt vời luôn, có nghĩa là cái mứt nó rất là dẻo, ăn độ ngọt rất là vừa luôn ý ạ. Và mọi người hình dung rằng cái mứt này là cái độ ngọt thì chủ yếu ngọt từ cà chua nha mọi người nhé, chứ không ngọt từ đường nhiều, nên thành ra là chúng ta ăn chúng ta cũng cảm thấy rằng là không bị khé cổ đâu. Đây ạ, rất là dẻo luôn. Vâng ạ, và đặc biệt là cái mứt cà chua khi mà mình xên ở trên Thermomix ạ, thì cái quả nó vẫn còn nguyên. Bởi vì Thermomix có cái chế độ đảo khuấy thì sẽ thay đôi tay của mình ạ, nó như đôi đũa đảo ấy ạ. Nó không làm bị nát cà chua. Bình thường mình nghĩ là cái cà chua thì nó rất là mềm đúng không ạ? Thì nghĩ là khi mà mình xên trên máy hay là như thế nào đấy thì có thể làm nát. Nhưng mà tuy nhiên với cả Thermomix và cái chế độ đảo khuấy thì hoàn toàn là không ạ, vẫn còn nguyên quả và rất là dẻo. Và quan trọng là rất là dẻo mọi người nhớ, bởi vì là cái phần nhiệt của chúng ta ấy được kiểm soát. Khi mà kiểm soát được nhiệt thì cái phần mà cà chua mình cũng rất là chín đều, dẻo cũng rất là đều. Nói chung là em thấy rất là thú vị luôn với cái mứt này á. Thì chắc sắp tới cũng sẽ có cái phần công thức này được public lên cộng đồng và trên app của Golden Cook, thì mọi người có thể xem và có thể làm theo. Và hy vọng, đặc biệt là rất hy vọng rằng mọi người có thể chia sẻ hình ảnh và lan tỏa đến mọi người xung quanh về cái sản phẩm của mình làm ra. Vâng ạ, chị Khương Hải Yến có đặt câu hỏi là mứt cà chua là làm bằng cà chua bi hả chị? Em thấy món này lạ quá. Đúng rồi, chính xác em ạ. Mứt cà chua sẽ làm bằng mứt cà chua bi em nhé. Và khi làm mứt cà chua bi thì chúng ta sẽ phải khía ở dưới đáy ra và chúng ta sẽ phải loại bỏ hết phần hột đi. Và sau đó là chúng ta ướp với đường và chúng ta dùng thêm muối sen thôi. Công đoạn cũng rất là đơn giản và cái cà chua bi này thì tầm này thì mọi người kiếm cũng rất là dễ. Và thực tế rằng là một cân cà chua bi thì cũng không hề đắt đâu, thế nên là khi mọi người làm ra được một hộp mứt như thế này vừa rẻ, an toàn và lại còn tươi mới nữa thì không có gì, không có cớ gì mà chúng ta không làm ở nhà cả. Cái thời gian gốc của chúng ta thì cũng sắp hoàn thành rồi, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người trang trí nốt cái phần xôi hoa đậu này ạ. Đã ai còn câu hỏi nữa không ạ? Có chị Nga có gửi lời là cô giáo chào rất là tâm huyết. Cảm ơn chị ạ. Có rất nhiều người trong livestream ngày hôm nay thì mọi người hỏi về cái màu ấy ạ. Thì đây ạ, cái màu em mua của hãng là Unicorn Color, tức là cái hãng này thì là theo sản xuất theo công nghệ của Pháp. Và mọi người lưu ý rằng là để mà chúng ta đây ạ. Và cái màu này thì hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm trong nấu ăn và làm bánh. Yên tâm trong nấu ăn và làm bánh. Và cái màu này thì là không có trứng, không có protein, đều dành được cho những khách hàng ăn chay. Thế nên là mọi người dùng có thể thoải mái. Nhưng mà ví dụ như cái phần màu xanh thì chúng ta cũng tạo màu từ màu matcha rồi, nên cũng rất là yên tâm. Nói chung mọi người cố gắng tạo từ cái màu tự nhiên. Còn màu bột vàng thì cũng vậy ạ. Chúng ta cũng thực ra thì là trên thị trường thì mọi người có nghĩa là trên thị trường thì rất nhiều hãng bán cái bột màu và những cái màu thực phẩm, nhưng mọi người lưu ý rằng khi mọi người mua thì mọi người cố gắng mua những cái hãng nổi tiếng uy tín và xem cái thành phần ở trên cái phần của cái sản phẩm ấy, để chúng ta biết rằng là chúng ta đang lựa chọn sản phẩm uy tín và yên tâm cho sức
sẽ tạo hình tiếp cái phần này. Lúc đấy mọi người đã chấm được những cái phần xanh này rồi. Bây giờ chúng ta đang cần chấm những cái phần xanh để chúng ta thống nhất ạ. Có nghĩa là chúng ta tạo hình nhưng chúng ta cũng phải làm cho nó thật một chút. Ví dụ như cái phần nơ này chúng ta đang chấm thì cái phần vải bọc ở dưới chúng ta cũng phải chấm như thế này. Còn phần trắng chúng ta không chấm để không nhầm lẫn với nhau nhé. Vâng ạ, chị Thảo Lương có đang đặt một câu hỏi rất là hay ạ. Là chị ơi, phần bột đậu bọc bên ngoài xôi thì có nên làm to hơn, bao được phần đáy xôi luôn để khi cắt thành miếng đẹp hơn không? Cái này thì cũng được em ạ. Có nghĩa là nếu mà em thì đương nhiên là lúc đấy chúng ta sẽ tăng tỷ lệ đậu lên thôi. Thì thực tế là khi mà mình thiết kế cái công thức này thì mình nghĩ rằng là cái phần đậu ấy, bởi vì là thế này, với cái phần xôi và phần đậu ở trên này tương đối là nhiều rồi, và mình đã cân đối rất là hợp lý giữa tỷ lệ xôi và tỷ lệ đậu rồi. Nếu như mà nhiều đậu quá ở dưới thì chúng ta ăn cảm giác chúng ta đang ăn toàn đậu chứ không có xôi. Thế nên là chúng ta cân đối cái tỷ lệ như thế sẽ rất là vừa tầm. Còn nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể tăng lượng đậu thêm khoảng 500g chứ không phải 400g nữa, thì chúng ta có thể bọc được ở dưới đây ạ. Bây giờ tiếp chúng ta sẽ chấm ạ. Cái này thì mọi người có thể tùy nhu cầu nhé, mọi người có thể điều chỉnh thêm cũng không sao. Nhưng mà về cái phần mà như mình tạo hình ấy, thì mình thừa đậu ra không hề nhiều đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng với cái lượng đậu và với lượng xôi như thế này thì rất là cân đối rồi. Chứ chúng ta bản chất là chúng ta ăn xôi đậu chứ không phải chúng ta ăn mì đậu đâu. Thế nên là mọi người cứ cân đối theo cái nhu cầu và cái sở thích của mình nữa. Chúng ta chấm như thế này đều dùng những cái màu này thôi. Mọi người có thể vẽ nhá, vẽ rất nhiều, dùng chính cái những cái màu như thế này mọi người vẽ thôi. Rồi ạ, đây mọi người nhìn thấy cái màu óng ánh không ạ? Thì tiếp theo chúng ta có thể vẽ chữ. Ví dụ như mình đang có ý tưởng là mình sẽ vẽ viết chữ Tết ở trên này, thì cũng là một cái cách sáng tạo thêm cho cái phần này. Và cái phần này thì là không giới hạn, bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng là có rất nhiều người có những cái khả năng mà mọi người có thể tạo hình được, viết chữ còn đẹp hơn ấy, thì mọi người cứ thoải mái thỏa sức sáng tạo. Tiếp chúng ta sẽ chấm thêm cả cái phần túm vải ở trên đấy nhá. Đây. Cái hoa này thì bây giờ không, vẫn chưa hết hot đâu ạ. Ai làm được và khoe lên thì chắc chắn rằng người thân bạn bè cực ngưỡng mộ luôn. Đây ạ, chúng ta chấm như thế này. Đây ạ. Vâng ạ, có chị Khánh Hoa Mai đặt câu hỏi là khuôn in xôi gốc kích thước bao nhiêu cm ạ? À đây ạ. Một bởi vì mình đang có xôi gốc lắm nên mình cũng sẽ hướng dẫn cái phần đấy ạ. Đây cái phần như thế này, cái phần khuôn xôi như thế này, kích thước của mình lúc đấy như mọi người nhìn thấy là mình đã để vào đây, thì cái kích thước sẽ rơi vào khoảng 15cm nhé mọi người nhé. Khuôn tròn ạ, 15cm, thì cái độ cao như thế này là vừa, thì mọi người lưu ý giúp mình. Hoặc là nếu mọi người khuôn to hơn ấy, thì cái xôi của mình nó sẽ thấp hơn. Kiểu khi mình tạo hình ấy, thì mình cảm giác là thấp xuống một tí thì nó sẽ bị tạo hình như thế thôi. Còn nếu như khuôn cao lên, tức là cái đường kính của nó nhỏ lại ấy, thì khuôn cao lên thì cái xôi đậu của mình sẽ cảm giác cao hơn thôi. Bây giờ mình sẽ viết chữ Tết vào đây. Nói chung cái phần mà viết chữ ấy, thì mình nghĩ rằng mọi người có nghĩa là theo cái thỏa sức sáng tạo của mọi người thôi. Cái xôi hoa đậu này cũng là một gợi ý rất là hay khi mà mọi người có thể dùng trong dịp ông công ông táo là tới. Khi mà mình có cái đĩa xôi như thế này, mình bày ở trên ban thờ hoặc là trong ở mâm cỗ thắp hương ấy, thì cũng rất là đẹp và ấn tượng. Hy vọng rằng mọi người có thể thực hiện, và rất hy vọng rằng sau cái buổi livestream này mọi người có thể tự thực hiện và tự làm luôn. Bởi vì chắc không phải mọi người cũng nhìn cái phần tạo hình của em đúng không ạ? Về phần tạo hình rất là đơn giản thôi. Còn cái phần vỏ đậu này, phần xôi này thì đã đều có máy làm cho rồi. Thế nên là không cớ gì mà chúng ta không tự làm một cái đĩa xôi như thế này ở nhà.
Về phần tạo màu nhá, thì mọi người có thể thoải mái tạo màu. Ví dụ như đây, đây là một gợi ý khác. Ví dụ như đây là màu hồng, thì mọi người cố gắng rằng tạo thành hai cái phần màu khác nhau. Chúng ta chỉ cần chia thành hai cái phần, chia bột thành hai phần và chúng ta tạo màu của hai cái phần khác nhau hoàn toàn thôi. Thì vâng chúng ta ạ. Sẽ tạo được cái điểm đỡ nhàm chán ở trên cái phần hoa đậu của chúng ta như thế này. Vâng, lúc đấy cũng có một số khách hàng đặt câu hỏi là cái phần màu hồng đấy ạ, thì mình sẽ sử dụng màu gì ạ? Đúng rồi, màu hồng thì chúng ta có thể sử dụng màu củ dền nhé mọi người nhé, hoặc bột màu của gốc. Bột màu của gốc, ví dụ như cái phần hồng nhạt thì chúng ta cho lượng gốc, lượng bột màu ít hơn. Còn cái phần hồng đậm hơn thì chúng ta sẽ cho lượng bột màu nhiều hơn thôi, thì sẽ ra được màu như thế này mọi người nhé. Hoặc màu của bột củ dền cũng có thể ra được cái màu hồng như thế này. Đấy ạ. Nhưng mọi người khi mọi người nhà màu, nếu như mọi người chưa hình dung được lượng như thế nào thì sẽ là đủ để gì, thì mọi người lưu ý rằng cứ cho ít một thôi, cho ít một. Chúng ta nhào, chúng ta thấy màu chưa ưng, chúng ta lại cho thêm một ít nữa, thì chúng ta sẽ được cái màu mong muốn. Tránh cái việc rằng chúng ta tạo những cái màu nó quá độc, những cái màu quá mạnh đối với cái xôi này. Bởi vì cái xôi này thì chúng ta cần nhìn đến sự tinh tế, nhẹ nhàng. Thế nên là mình khuyến cáo mọi người rằng tạo những cái màu nó nhẹ nhàng thôi. Đấy. Ở cái phần hấp, cái phần vỏ đậu của chúng ta cũng sắp xong rồi, thì sau khi phần vỏ đậu xong thì em sẽ hướng dẫn mọi người tiếp nhé. Ngoài ra mọi người có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Về phần mứt mứt dừa, như đợt vừa rồi thì đội phát triển công thức của Thermomix Việt Nam ấy thì đã nhận được rất là nhiều feedback của mọi người, và mọi người cảm thấy đội phát triển công thức cũng rất là vui, và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục chia sẻ, tiếp tục lan tỏa để những thành viên có máy thì mọi người có thể tự làm mứt tại nhà mình. Ngoài ra thì mọi người có thể khi mà em lưu ý thêm một điều nữa là với cái xôi đậu này này, thì mọi người ở bên trong thì mọi người có thể tạo những cái màu khác nhau hoàn toàn nhé. Mọi người có thể tạo thêm những cái màu như màu xanh của hoa đậu bếp lên cũng rất là đẹp, đấy là một gợi ý cũng rất là hay. Màu xanh của hoa đậu bếp, hoặc là màu vàng của bột dành dành, hoặc là có một số màu khác, ví dụ như là hoặc là nhân ý, thì mọi người có thể thêm như là nhân hạt sen này, hoặc là nhân đậu xanh này. Nói chung là mọi người có thể thỏa sức sáng tạo theo cái ý thích của mình, và đặc biệt là theo khẩu vị của mình nhé. Còn về nguyên liệu thì thực sự là cá nhân em thì em cũng rất thích cái phần nguyên liệu của những cái xôi hoa đậu này, bởi vì là chỉ là xôi, chỉ là gạo nếp thôi, với cả được phần đậu trắng thôi, chúng ta cũng đã tạo ra được cái này, và hoàn toàn với một cái thành phẩm như thế này thì chúng ta đều có thể ăn được hết nhé. Cái gì cũng có thể ăn được. Thế nên là mọi người thấy rất là yên tâm, và đặc biệt rằng khi mà chúng ta yên tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thích làm ở nhà rồi. Đây ạ. Cái phần vỏ đậu của chúng ta cũng sắp xong, thì khi mà phần vỏ đậu xong thì em sẽ hướng dẫn mọi người nhào nhé. Ngoài các cái câu hỏi về cái phần món ăn ngày hôm nay ấy, thì cô giáo Hương Trà, chị Hương Trà cũng sẽ giải đáp các thắc mắc của các khách hàng đang quan tâm đến máy ạ, về các chức năng hay các chế độ trên máy. Nên là anh chị nào có câu hỏi thì có thể đặt ạ. Vâng ạ, chị Mary Lê, mình đăng ký một máy nhé. Chị ơi, mình vui lòng nhắn tin vào fanpage Thermomix Việt Nam để được các bạn nhân viên sale hướng dẫn cách thanh toán và chuyển khoản để được hưởng ưu đãi.
Vâng, vậy là khách hàng thứ ba đã chốt ba chiếc máy của Thêm Moment trong livestream ngày hôm nay rồi, và ba khách hàng đấy rất là xin chúc mừng ba khách hàng đã nhận được cái phần ưu đãi rất là khủng từ trước đến giờ của Thêm Moment Việt Nam. Và để chốt đơn thì mọi người hãy inbox ngay tại fanpage để các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hướng dẫn mọi người việc mua máy mọi người nhé. Và bây giờ cái phần 1 của chúng ta đã được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy phần 1 ra. Khi mở Varoma chúng ta sẽ mở thế này nhé mọi người nhé. Trong quá trình hấp thì cái phần 1 của chúng ta đã chín rồi. Đây ạ. Vâng ạ. Vâng, hiện tại thì đã có hết cái chương trình giảm giá 8% rồi ạ. Tuy nhiên thì Thermomix Việt Nam cũng đang có các chương trình ưu đãi rất là khủng khác ạ. Thì khách hàng nào quan tâm thì mình có thể đặt mua máy ạ. Dạ, phần thông tin đấy thì sau phần thông tin của bạn bên kỹ thuật rồi thì em sẽ hướng dẫn tiếp được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cần một... Khi mà cái phần xôi gốc này ạ, đây ạ, phần xôi gốc của chúng ta sau khi hấp rất là đỏ đẹp luôn. Đây mọi người có thể nhìn ạ. Đây ạ, phần xôi chúng ta tự tạo màu từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Cho chị mượn cái đũa, đôi đũa. Bây giờ thì có một việc nữa đối với phần xôi gốc của chúng ta, đó là chúng ta sẽ loại bỏ phần hạt ớt. Đây ạ, chúng ta sẽ loại bỏ phần hạt gốc ra và chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ nữa, đó là đảo lên cái phần xôi của chúng ta. Thì mọi người biết rằng là để xôi chín đều không bị có cái phần mà bị nhiều nước quá, phần ít nước quá thì chúng ta sẽ đảo lên. Đảo bằng cách là lúc này chúng ta sẽ cho hơi rất là nhiều mới là kính. Chúng ta sẽ cho đường và dầu ăn vào ạ. Đường và dầu ăn, đường thì có tác dụng tạo ngọt đối với xôi, mọi người biết rồi. Còn dầu ăn thì sẽ có tác dụng là tạo độ bóng cho hạt xôi của chúng ta nhé. Thế nên là mọi người cho hai cái thành phần này vào lúc này. Và chúng ta sẽ hấp chỉ thêm 10 phút nữa thôi là xôi đã chín rồi. Chúng ta loại bỏ hết hạt gốc mọi người nhé. Vậy cho cái hạt gốc đi cho chị ơi. Rồi phần hạt gốc thì sau khi đã loại bỏ xong thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ trộn đường và dầu ăn ạ. Đây là đường ạ, chúng ta sẽ rắc đều lên cả phần xôi gốc. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm phần dầu ăn. Rồi ạ, phần dầu xong rồi thì chúng ta sẽ đảo đều lên thôi ạ. Chúng ta đảo đều và chúng ta sẽ hấp thêm 10 phút. Khi có dầu ăn và đường vào thì cái phần hạt xôi của chúng ta sẽ rất là bóng đẹp và chúng ta trộn lên rất là dễ luôn. Thì cái quá trình trộn này là cái quá trình mà để cho chúng ta đều được cái phần xôi ở cái phần dưới đáy sẽ lên trên, và chúng ta xôi thì chúng ta sẽ đều nhé, sẽ không bị cái phần nát và phần bị khô, nó bị không ngon như thế. Thì chúng ta sẽ phải làm thêm cái bước này là chúng ta sẽ đảo lên. Phần hạt xôi sẽ rất là bóng đẹp. Đây ạ, chúng ta đã gần như đến bước cuối cùng của cái phần làm xôi hoa đậu ngày hôm nay rồi. Đây ạ, cái phần xôi sẽ rất là bóng đẹp như thế này. Mọi người có thể nhìn qua tấm gương phản chiếu ở phía trên ạ. Đây ạ. Đây ạ, bạn kỹ thuật sẽ đưa gần cái phần máy quay vào đây. Mọi người có thể nhìn thấy xôi rất là bóng, màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ cho lên máy và chúng ta hấp thêm thời gian là 10 phút thôi là xôi có thể chín rồi. Là lúc đấy xôi chín hoàn toàn được rồi, là chúng ta bước vừa rồi là chúng ta cho thêm chúng ta cho thêm dầu ăn và đường vào thôi ạ. Và mọi người nhớ rằng bây giờ chắc là mọi người cũng đang rất là muốn xem cái thành phẩm cái phần xôi hoa đậu, cái phần đậu đúng không ạ? Đây ạ,
cái phần mọi người nhớ không ạ? Mọi người nhớ cái phần mà đậu của chúng ta trộn với cả bột nếp này, bột gạo và bột mì, thì sau đó chúng ta nắm và chúng ta cho lên thêm một ít gấc nên thay gấc, thì bây giờ chúng ta đã được cái phần bột này thì đã chín hoàn toàn rồi. Như thế này thì chúng ta sẽ để nguội một chút và chúng ta sẽ bắt đầu nhào màu, chính là cái bước mà lúc đấy anh hướng dẫn mọi người tạo màu đấy ạ. Đây, chúng ta đã có phần bột này chín rồi ạ. Đây em để ra để mọi người nhìn nhé, phần bột đã chín. Mọi người nhớ công đoạn chưa ạ? Ai thuộc bài đưa tay. Tức là chúng ta xên đậu xong, chúng ta cho thêm bột gạo, bột nếp và bột mì vào nhào, và chúng ta nắm đậu để lên cái đĩa thay varoma và chúng ta hấp. Thì sau khi hấp thì bột chín rồi, thì thế này đã là bột thành phẩm rồi mọi người nhớ. Và chúng ta nhào lại thì chúng ta sẽ cán được ra cái thành phẩm như thế này. Đây ạ, đây mọi người nhào nhuyễn lại như thế này thì là cái thành phẩm của chúng ta đã chín rồi. Đây ạ, mọi người cố như vừa rồi là trong quá trình em làm gốc ấy, xôi gốc ấy, thì để nguội một chút hãy nhào, nhưng không là mọi người sẽ bị nóng đấy ạ. Đây ạ, đây ạ, cái bột của chúng ta như thế này chính là cái bột ban đầu mà mọi người có nhớ không ạ? Chính là cái phần bột mà chúng ta tạo màu đấy ạ. Đây ạ, chính là cái phần bột khi mà phần gần đầu chương trình, sau khi mà cái quá trình đang xên đậu thì em hướng dẫn mọi người để mọi người tạo màu từ cái bột này đấy ạ. Đây ạ, và chúng ta lại chia đôi cái khối bột này ra và chúng ta tạo màu như vừa rồi ạ. Mọi người nhớ, chắc nhớ bước này ạ. Ai thuộc bài giơ tay. Đây ạ, thì khi mà chúng ta sẽ dùng tay chúng ta nhào sơ lại thôi để cho cái khối bột nó được đồng nhất nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây chính là bột thành phẩm, cái phần vỏ của cái phần hoa đậu của chúng ta là chúng ta có thể cán được rồi. Mọi người thấy chưa ạ? Đúng, tất cả các quy trình đều làm trên Thermomix, và bây giờ thành phẩm ra thì chúng ta chỉ nhào thêm mấy bước như thế này thôi là chúng ta đã có cái phần vỏ đậu để chúng ta cán. Và cái phần cán, cái phần vỏ đậu như vậy em hướng dẫn mọi người, chắc mọi người cũng thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Đây ạ, màu nguyên bản của phần đậu sẽ là như thế này. Đấy ạ, mọi người thấy thành phẩm rất là tuyệt vời, và bây giờ mọi người hoàn toàn có thể cán được rồi. Thì mọi người cũng hình dung thuộc bài cũng đơn giản thôi, là xên đậu, sau đó là đậu xên xong thì chúng ta cho thêm các loại bột khô vào và chúng ta nhào. Chúng ta nhào xong thì chúng ta sẽ cho đi hấp, và sau khi cho đi hấp là chúng ta đã có bột thành phẩm như thế này rồi. Cái phần bột này nhá, mọi người có thể làm trước, sau đó là mọi người để trong tủ lạnh, và khi mọi người muốn làm lại thì mọi người cho lên cái khay varoma này này, mọi người hấp lại khoảng 15 đến 20 phút là bột bắt đầu mềm trở lại, bởi vì chúng ta để trong tủ lạnh ấy. Đấy, thì khi chúng ta hấp lại thì là chúng ta lại có thể nhào được luôn. Thế nên cái phần này mọi người có thể chuẩn bị trước cũng được, không nhất thiết là phải vừa làm cái này vừa làm cái kia. Chúng ta chuẩn bị trước, chúng ta để trong tủ lạnh, khi nào chúng ta muốn làm lại thì chúng ta cho lên cái hấp thôi. Chúng ta hấp thì bột bắt đầu mềm lại thì chúng ta lại có thể cán được rồi. Đấy, đây ạ, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người tạo màu nhé. Hướng dẫn mọi người tạo màu lại như bước từ đầu, là chính là cái bột mọi người bảo cái lúc đầu là có bạn cũng hỏi luôn là cái bột này là gồm cái gì đấy. Thì đấy, đây thành phẩm của chúng ta ra đã thành công rồi như thế này đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho màu. Chúng ta sẽ cho màu thực phẩm vào như thế này. Đây là chúng ta muốn lên cái một chút màu trắng, bởi vì màu nguyên bản của đậu trắng ấy thì nó lại hơi màu ngà ngà, màu không được trắng lắm, nên chúng ta sẽ cho cái màu này vào thì chúng ta sẽ nhào. Và mọi người lưu ý nhé, em nhắc lại bài một lần nữa là mọi người phải cho chút dầu ăn vào. Dầu ăn có tác dụng gì? Thứ nhất là tạo mềm cho phần đậu của chúng ta, thứ hai là giúp cho cái phần đậu của chúng ta sẽ mềm, bởi vì là khi chúng ta để chúng ta còn ăn, chúng ta ăn cùng với xôi thì đậu cũng phải rất là mềm thì chúng ta mới ăn được nhé. Đây ạ, mọi người cứ nhào thôi ạ, giống như cái phần đầu của chương trình em đã hướng dẫn mọi người. Mọi người thấy không ạ? Tất cả mọi thao tác thì đều là
là ở trên máy, mọi người không phải gọn rửa gì cả. Mọi người chỉ nhào bột sen nhân rồi mọi người hấp, các thứ cũng đều trên máy hết. Công đoạn cũng giảm đi, thời gian cũng giảm đi. Và thành phẩm thì đương nhiên rằng là rất là chuẩn rồi. Bởi vì đôi khi chúng ta sen ở trên chảo ấy, chúng ta canh nhiệt không chuẩn này, chúng ta thời gian chúng ta không chuẩn này, thì có khi cái phần đậu của chúng ta chưa chắc đã ra được đẹp rồi. Đây ạ, phần đậu nhào rất là đẹp, rất là mịn rồi ạ. Thật sự là hôm nay rất là chúc mừng ba khách hàng của Team Homemade đã chốt được ba máy với cái ưu đãi rất là khủng ấy. Thì hy vọng trong cái buổi live stream lần sau biết đâu chúng ta sẽ lại có những cái chương trình khác thú vị hơn. Nhưng mà thực sự là hôm nay rất là may mắn với những khách hàng như vậy, bởi vì đầu chương trình thì cũng chưa hề có cái ưu đãi này, nhưng mà đến giữa chương trình thì chắc là một cái phần gửi lời cảm ơn tri ân đến tất cả những khách hàng của Team Homemade Việt Nam trong cái dịp đầu xuân năm mới này, thì để mọi người có thêm cái động lực để có thể làm món ăn. Đây ạ, mọi người tạo màu xong rồi. Đây, cái phần bột của chúng ta sẽ như thế này và chúng ta sẽ chán như lúc đầu em hướng dẫn rồi đúng không ạ? Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo nốt là màu trà xanh. Đây ạ. Đây ạ, màu trà xanh đây ạ. Mọi người lưu ý là nhớ cho dầu ăn giúp em ạ. Dầu ăn thì sẽ giúp cho cái phần vỏ của chúng ta sẽ rất là mềm và bóng đẹp nhé mọi người nhé. Đây là màu trà xanh này ạ. Em cũng lưu ý mọi người rằng với màu ấy, thì cái màu này thì chúng ta không nên tạo cái màu quá là mạnh ấy. Thì em cũng hướng dẫn mọi người rằng là khi chúng ta cho màu chúng ta cho thật từ từ, và chúng ta đến khi màu chúng ta ưng thì thôi, chứ chúng ta cũng không đừng nên cho nhiều ngay từ đầu nhé, bởi vì lúc sau sẽ rất là khó chữa ấy. Cái vỏ đậu nhào cũng rất là mềm ạ, ăn cũng rất là thích luôn. Chúng ta ăn với xôi kết hợp cũng rất là hay đấy ạ, mọi người cứ thử ạ. Và lưu ý mọi người là sau buổi hôm nay thì công thức sẽ được chia sẻ tới cộng đồng và ở trên app của Modern Cook, thì mọi người có thể vào đấy và xem cái phần nguyên liệu ạ. Còn cái phần hướng dẫn cách làm thì đã rất là chi tiết ở buổi hôm nay rồi, hy vọng rằng mọi người cũng sẽ hình dung ra. Đây ạ, đây là cái phần màu mà em đã tạo xong rồi. Như vậy là chúng ta có hai màu như thế này. Đây là hướng dẫn tạo màu của em. Và sau khi chúng ta có hai màu này rồi thì chúng ta sẽ cán và tạo hình như ở đầu, ở cái phần đầu em hướng dẫn làm cái phần cái hoa đậu này ạ. Và xôi của chúng ta bắt đầu chuẩn bị xong rồi thì em sẽ hướng dẫn mọi người là cách đóng khuôn xôi và để xôi ra đĩa thôi ạ. Và mọi người đã hình dung ra những cái bước tiếp theo rồi. Bây giờ xôi chỉ còn tầm 40 giây nữa thôi là xong, thì chúng ta sẽ đóng khuôn xôi ạ. Cái phần đậu này mọi người lưu ý rằng khi mọi người đã làm xong rồi, mọi người hoàn toàn có thể bọc kín lại và có thể cho vào trong tủ lạnh. Và chắc chắn khi vào trong tủ lạnh thì sẽ cứng hơn, và khi chúng ta muốn sử dụng và làm để chúng ta thực hiện những cái thao tác này thì lưu ý mọi người là mọi người sẽ phải hấp lại khoảng 15 đến 20 phút ở trên Team Homemade chế độ Varoma, thì cái phần bột này sẽ mềm hơn, và khi mềm hơn thì chúng ta mới cán được nhé, chúng ta mới thao tác và tạo hình được. Bây giờ cái phần xôi thì đã chín rồi, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người đóng khuôn ạ. Đây ạ, mọi người có thể nhìn vào cái phần xôi rất là bóng đẹp và màu đỏ rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, mọi người thấy màu của tép không ạ, quá đẹp và rực rỡ luôn ạ.
Sau khi được rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra. Chúng ta xới đều lên ạ, để cho bắt đầu sôi, bắt đầu nguội hơn một chút thì chúng ta bắt đầu cho vào khuôn chúng ta đóng ạ. Khó không? Mới hết rồi. Rồi ạ, xôi rất là đều đẹp, đều màu rồi và đã chín rồi. Hạt xôi rất là căng bóng luôn. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đây ạ, hạt xôi rất là căng bóng ạ. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người đóng vào khuôn nhé. Thì cái khuôn thì có đường kính khoảng 15cm. Là mọi người có thể đóng được cái phần xôi này rồi. Đây ạ. Mình tơi xôi lên để cho nó đều lại. Bởi vì là chắc chắn ở dưới cái phần hơi nước ở dưới của xôi sẽ rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ đảo đều lên để cái phần hơi nước cũng được đều hơn nhé mọi người nhé. Rồi ạ, bây giờ mọi người sẽ cho vào cái phần khuôn của chúng ta. Trước đó chúng ta đã cho đường và cho phần gì rồi ạ? Chúng ta đã cho đường và cho dầu ăn vào rồi nên là hạt xôi rất là căng bóng. Cái lượng đường với cái tỷ lệ sôi gạo như thế này cũng rất là hợp lý mọi người, không hề ngọt đâu ạ. Mọi người bắt đầu ấn xuống ạ. Mọi người có thể dùng ví dụ như ở nhà mọi người có một cái bát cũng được. Đây là kích thước sẽ tầm như thế này hoặc là to hơn một chút xíu, nói chung mình sẽ xê dịch trong khoảng đấy thì tùy cái kích thước thì xôi sẽ cao hoặc là thấp hơn một chút thôi nên là cũng không quá đáng ngại. Có khách hàng Hùng Nguyễn gửi lời là hạt xôi mẩy bóng đẹp và hấp dẫn quá, vừa ăn tối xong đã lại thấy đói rồi. Cảm ơn ạ. Đây ạ, hạt xôi rất là mẩy và bóng luôn. Và có một cái nữa, sau chương trình livestream này thì rất mong rằng là ngay tại buổi livestream này thôi, mọi người cảm thấy rằng là những cái buổi workshop tiếp theo hoặc những buổi livestream tiếp theo mọi người thấy rằng là thích được hướng dẫn về cái phần món nào, món ăn nào hoặc là hướng dẫn về một cái món nào đấy thì mọi người có thể để lại comment để Kemomix Việt Nam sẽ tổ chức theo đúng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng nhé. Đây ạ, khi mà chúng ta xong cái phần khuôn này rồi thì chúng ta sẽ cho ra đĩa. Và chúng ta sẽ ấn xuống. Rồi ạ, chúng ta nhấc khuôn ra là xong rồi ạ. Đây ạ, phần khuôn sẽ rất là đẹp và vuông vắn như thế này. Thì mọi người lúc mà mọi người để hoa các thứ lên ấy, thì cũng sẽ rất là đơn giản thôi và cũng rất là dễ. Và để tổng kết lại chương trình ngày hôm nay thì chắc mọi người cũng đã hình dung ra được những cái gì em hướng dẫn từ đầu chương trình đến giờ, đó chính là giúp mọi người tạo được cái phần vỏ đậu. Đây ạ, tạo được cái phần vỏ đậu để chúng ta có thể bọc xôi. Và phần xôi em cũng đã hướng dẫn được cái phần xôi gấp và đóng khuôn để chúng ta có thể có được cái phần khuôn vững chắc ở trong. Và sau khi mà chúng ta có phần xôi như thế này rồi, đây ạ, thì chúng ta sẽ cán và tạo hình như hướng dẫn ở đầu chương trình. Em hướng dẫn mọi người để tạo hình ra được một cái bozagi, là bản chất chính là bọc vải theo cái truyền thống của người Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ tạo hình được như thế này. Và cách tạo hình thì thực tế rằng là em nghĩ rằng cái khó là để tạo ra được cái phần rột mà chúng ta cán đẹp được như thế. Còn cái phần tạo hình thì thực sự em nghĩ rằng nó không quá khó với mọi người đâu ạ. Chỉ là cán và chúng ta cắt sau đó chúng ta xếp đi thôi. Thì hy vọng rằng sau những cái chia sẻ của em ngày hôm nay thì mọi người đã nắm được hết tất cả các quy trình. Và chắc chắn rằng cái phần công thức thì sẽ được Kemomix Việt Nam chia sẻ và gửi đến mọi người. Và mọi người sẽ có cái phần nguyên liệu để mọi người chuẩn bị và mọi người làm. Còn cái phần hướng dẫn và cách làm thì đã có tại livestream này. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ của em ngày hôm nay thì mọi người đã có thêm cái trải nghiệm rất là thú vị. Và
và đặc biệt rằng với những khách hàng đang có Thermomix, một chiếc robot nấu ăn thông minh bậc nhất thế giới hiện nay, thì mọi người sẽ tận dụng được tối đa tất cả những cái tính năng của máy trong quá trình để chúng ta làm ra một chiếc bozagi vải bọc như thế này, món xôi gấp thần tài như thế này. Và chắc chắn rằng từ đầu chương trình đến giờ mọi người cũng hình dung được tất cả những cái quy trình và cách làm mà em đã hướng dẫn mọi người, và gần như tất cả máy đã giúp chúng ta làm đến 90% rồi. Cái khâu cuối cùng của chúng ta chỉ là cán và bọc vải thôi. Thì em nghĩ rằng với cái phần hướng dẫn thao tác trực tiếp trên livestream ngày hôm nay, mọi người cũng đã hình dung ra và sẽ là một cái niềm vui trọn vẹn hơn nữa khi mà sau chương trình này mọi người sẽ chia sẻ thật nhiều những cái thành phẩm của mình, lan tỏa đến mọi người những cái sản phẩm và những cái món ăn mà mình đã làm ra. Và đặc biệt là em nghĩ rằng mọi người có thể tự làm để gửi tặng đến người thân, gia đình và bạn bè nữa. Và rất một lần nữa rất chúc mừng ba khách hàng ngày hôm nay đã giành được cái phần mua máy thật ưu đãi, với ưu đãi rất là khổng lồ từ trước đến giờ của Thermomix luôn. Và hy vọng rằng những khách hàng đó sẽ, với những cái điều may mắn ngày hôm nay khách hàng giành được, thì mọi người sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh tình yêu với bếp, và đặc biệt rằng là tình yêu với chiếc Thermomix. Vâng ạ, với cả ngoài cả chương trình khuyến mại 8% dành cho ba khách hàng may mắn của ngày hôm nay á, thì Thermomix Việt Nam cũng đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi nhân dịp đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. Thì các quý khách hàng quan tâm thì có thể theo dõi các bài post ở trên fanpage và có thể inbox trực tiếp cho Thermomix Việt Nam để nhận các thông tin về ưu đãi ạ. Buổi live stream hướng dẫn bánh xôi gốc thần tài, và hy vọng rằng thần tài sẽ gõ cửa với tất cả mọi người trong dịp năm mới này. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe buổi chia sẻ này. Xin